chương 81 Bãi biển chiến đấu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 81 Bãi biển chiến đấu, sa tích thú Sinh sống ở vùng núi một vùng ma pháp thú, tại dân gian nó bình thường được xưng là lục cá mập, bởi vì bề ngoại của bọn nó xem ra giống như là có chân cá mập, có bốn cái tự như thế đau giống như móng vuốt, cùng tự như cá mập trắng khổng lồ giống như cắn đứt hết thảy trên dưới cự hàm trưởng thành sa tích thú thân dài ước chừng 5 mét, thân cao đứng thẳng ước chừng có 2 mét, thể trọng vượt qua 2 tấn, có được lòng đất sinh vật đều có được trung động giác quan, có thể bắt được bán kính 20m phản hồi rất nhỏ chấn động, thích nhất việc làm chính là hướng về phía trước vọt mạnh sau đó nhảy lên thật cao, nhảy rụng đến con mồi trên thân sau đó dùng móng vuốt dốc hết toàn lực công kích, đồng thời nó tắm kia mọc đầy răng nanh miệng lớn cắn xé đặc biệt nguy hiểm, bị nó cắn trúng sinh vật rất ít có thể có tránh ra khỏi. Tại vùng núi một vùng, sa tích thú cơ bản không có thiên địch, là mạo hiểm giả không nguyện ý nhất gặp phải quái vật một trong. Mặc dù nó là độc hành sinh vật, nhưng là làm hỗn loạn sinh vật điển hình, vô pháp câu thông cùng thô bạo tiến công sẽ thành gặp được vận may của nó nhi kinh khủng nhất ác mộng. Bất quá mỗi một đầu sa tích thú có nắm giữ một cái có thể đạt tới 10 cây số vuông đi săn địa bàn. Thông minh dẫn đường có thể thông qua trên sườn núi vết tích để phán đoán nào đó khu vực xa tích thú vị trí đại khái phương vị, muốn tại giả ngoại gặp được vẫn có nhất định xác suất, dù sao bọn chúng đối với khoáng thạch yêu thích còn hơn nhiều nhân loại huyết nhục. Lại thêm bởi vì tinh linh ma pháp nguyên nhân, nó đối bất luận cái gì có giá trị khoáng vật cùng kim loại hiếm đều có bén nhạy tìm kiếm năng lực, bình thường ngay tại chỗ ăn xong sở hữu có thể ăn khoáng vật, liền sẽ rời đi khu vực kia. Không có gì bất ngờ xảy ra thanh này bí ngân thứ kiếm liền trở thành tốt nhất mồi nhữ. Thế nhưng là... Woody nhìn trước mắt không ngừng từ trong vách đá chui ra to con. Nếu như đây coi là câu cá, hắn tình nguyện vĩnh viễn không quân. Đây là sa tích thú số liệu. Sa tích thú, tam giai. Khiêu chiến đẳng cấp 7, sinh vật đẳng cấp 12, có được cá mập cắn đặc công. Tối cao thuộc tính 22 điểm, thấp nhất thuộc tính 11 điểm, tổng thuộc tính giá trị 85.95 điểm. Đặc thù sở trường. Cắn xé công kích, rung động cảm giác, tấn công. Khiêu chiến độ khó. B. Là sa tích thú. Màu tới đây. Nhìn xem hướng phía hắn bên này đi tới võ tăng thiếu nữ, Woody gầm nhẹ cảnh cáo nói. Thân thể của hắn cũng ở đây không ngừng lui lại. Lục cá mập. Biết rồi. Angelina một trận hiểu rõ, nhưng chợt tỏ ra hiểu rõ, hướng phía Udi chạy chậm tới. Hiển nhiên vậy từ lưu truyền phương Nam một vùng dân gian trong truyền thuyết nghe qua loại này quái vật, từ phát hiện đến chấn động, lại đến rời đi, kỳ thật cũng bất quá hai ba giây, nhưng điều này cũng đủ để cho Udi cùng Angelina vừa mới thối lui đến hang lối vào, mà nương theo lấy phá đất mà lên mang tới đá vụn bùng khối một đầu có đầu viên đạn lưu tuyến thể thân hình quái vật từ vừa rồi bọn hắn chỗ ngồi đi chui ra nửa người, lưng có chút nhô lên tam giác vây cá vừa vặn chiếm cứ hang đỉnh chấp, nó cặp kia giả tính sông đồng nhìn chồng chọc vào cách đó không xa hai tên nhân loại, trong con mắt rất là bạo ngược cùng tham lam. Woody lúc này tay phải cầm bí ngân thứ kiếm, cảnh giác vừa quan sát con kia xa tích thú, một bên thận trọng triệt thoái phía sau. Hắn biết rõ đợi trong động chỉ có một con đường chết, chỉ có tại trên bờ cát còn có thể có một chút sinh lộ chính là mưa lớn chút không biết nàng có thể hay không ánh mắt của hắn theo võ tăng thiếu nữ bên trong xẹt qua chiến đấu bản năng để hắn cấp tốc chế định ra ứng đối ra sao xa tích thú kế hoạch đi trước từ nơi này rời đi nó có khả năng sẽ không đuổi theo ra đến nếu như ngươi ở đây bên ngoài thực tế duy trì không được ngươi liền hướng trong biển vừa vặn có thể thích ứng một chút gió bão mang cho ngươi tới cảm giác tận lực chậm rãi nếm thử đối thân thể từng cái bộ vị khống chế. Tại sao tích thú chân trước chính bắt đầu đào đất lúc, Woody đỉnh lấy hang bên ngoài hoa lạp lạp tiếng mưa rơi, lớn tiếng thông tri bên cạnh võ tăng thiếu nữ. Thời khắc này, hắn cũng không còn quên truyền thụ cho Angelina rèn luyện bản thân tri thức yếu điểm. Cái này dạng coi như nàng không thể tránh né biến thành hải dương cự sa, cái kia cũng có thể nếm thử dùng hắn phương pháp đến nắm trong tay lý tính dây cương, vì huấn luyện kế tiếp đánh tốt thực chiến cơ sở. Woody đang nói xong sau một khắc liền thối lui ra khỏi động quật, tiến vào mưa to thế giới. Angelina vậy hít một hơi thật sâu, đi theo Woody cùng nhau rời khỏi. Làm giọt mưa rơi vào trên mặt của nàng, trên tay lúc, bởi vì biển sâu kêu gọi nguyền rủa ảnh hưởng, sắc mặt khó coi, nhất là làm thân thể lại lần nữa đụng vào đến từ hải dương nước mưa lúc, nội tâm của nàng xúc động liền càng thêm mãnh liệt bất quá giờ phút này không phải lúc đó, bên cạnh nàng. Đã có người cùng nàng đứng sống vai, lại thêm hắn liên tục căng dặn, nàng giờ phút này dũng khí đã viễn siêu lúc trước, bắt đầu ở mưa xối xả bên trong chạy băng băng, huyết dịch phản phất đang thiêu đốt, cực nóng trái tim bịch bịch tại trong lòng ngực của nàng điên cuồng loạn động. Nàng màu xanh biển trong con ngươi trừ âm trầm trời cùng mưa lớn mưa, còn có kia vệt hát sắc tại trong mưa chạy băng băng cắt hình, hắn như núi đá nguy nga, sừng sững như tùng. Woody hoàn toàn chưa cố võ tăng thiếu nữ nội tâm mãnh liệt, giờ phút này ánh mắt của hắn chăm chú khóa tại mới vừa động cuộc miệng. Mặc dù hắn nói với Angelina sa tích thú sinh sống ở trong đất, khả năng chán ghét mưa xối xả, sẽ không đuổi theo ra tới. Nhưng là sa tích thú không giống thổ cự quái, xuất sinh liền tại phía dưới mặt đất, bọn chúng đối nước cũng không e ngại, dù sao lưu động huyết mạch bên trong ẩn chứa tổ tiên từng tại trong hải dương trong rủi ký ức nếu như thu hoạch đủ để đã động nó tấm kia tiêu hóa huyết nhục, khoáng thạch, xương cốt, thậm chí ma pháp vật phẩm dạ dày lúc, đầu này hung mảnh tàn bạo, có trên lục địa cá mập danh xưng ma pháp sinh vật cũng không ngại đến một trận mưa bên trong đi săn hoạt động. Ai, nó thật sự không đuổi. Angelina tại mưa xối xả mưa lớn bên trong, cố nén nội tâm rung động, khi nàng phát hiện đầu kia sa tích thú quả nhiên như là Udi nói, cũng không có lựa chọn đuổi theo ra đến, mà là sông trảo bắt đầu ngay tại chỗ đào hố, nhìn không được nói. Chỉ thấy trong động quật đã nương theo lấy liên tiếp bụng đất đá vụn vẫy ra, trong chớp mắt vừa rồi sa tích thú thân thể khổng lồ giống như trâu đất xuống biển, chỉ để lại một cái màu sắc thâm trầm đóng đất, vô tung vô ảnh. Đồng dạng tại mưa xối xả bên trong, U đi đồng dạng nhìn xem trong động quật tình cảnh, lại là cho mày. Hắn cũng không có Angelina như vậy ngây thơ, chân chính cùng sa tích thú đã từng quen biết mạo hiểm giả đều biết loại ma pháp này thú có được linh cẩu giống như kiên nhẫn. Một số thời khắc ngươi cho rằng nó đi rồi, kỳ thật nó một mực đi theo ngươi, chờ đợi lấy ngươi sơ hở. Cùng trong hải dương tuần tra cá mập tới một mức độ nào đó, sư xuất đồng nguyên. Bởi vậy, vẫn chưa tới hai giây, Angelina nhắc nhở âm thanh liền cách mạng mưa xuyên qua tới. Không. Nó còn không có rời đi có được siêu phàm cảm giác võ tăng thiếu nữ sau u càng có thể tin chuẩn bắt được dưới mặt đất động tĩnh lòng đất truyền đến chấn động nhẹ nhẹ có thể nhường nàng nhạy cảm phát giác được đầu này xa tích thú cũng không có đi xa mà là tại dưới lòng bàn chân địa tầng bên trong nhìn chằm chằm nó đến rồi không dùng angelina nhắc nhở u vậy cảm nhận được mặt đất chấn động cùng nơi xa màu sắc thâm trầm đóng đất bên dưới đột nhiên nổi lên một đạo đất đá bay lên đường kẻ xám tự như xanh thẳm trên mặt biển phá vỡ một đạo màu trắng bọc nước. Woody biết rõ, kia là sa tích thú vây cá phá vỡ tầng ngoại các đất lúc, tạo thành động tĩnh. đây cũng là nó đi sang mặt đất động vật thích nhất bề mặt trái đất đi sang tư thái, bởi vì này dạng nó có thể không tốn sức chút nào từ dưới đất nhảy ra, nương tựa theo siêu cường bật lên lực, có thể nhẹ nhõm tấn công 5m đến 10m có hơn địch nhân, nhanh nhẹn tính đề cao thật lớn. Đi theo ta bộ pháp, đến. Woody ngừng tiếng nói, mưa xối xả bên trong tách ra sẽ chỉ làm hai người bị sa tích thú từng cái đánh tan, tổ đội mới là lựa chọn chính xác nhất, huống chi Angelina vẫn là một tên siêu phạm cảm giác võ tăng, có thể giúp hắn sớm phán đoán đến sa tích thú tấn công vị trí. Woody một bên đưa tay bộ mang lên, một bên lại đem từ thứ nguyên trong chiếc nhẫn đông lan mặt nạ thay đổi, cảm thụ được thể nội dư thừa lực lượng, hắn nhanh chóng quan sát bốn phía. Mưa lớn mưa to cộng thêm âm u bầu trời, rất tồi tệ hoàn cảnh, nhưng là hắn hay là bằng vào ký ức chạy tới một nơi loạn thạch bãi trước, bờ biển có rất nhiều dạng này loạn thạch bãi, cự thạch san sát, sa tích thú muốn ở nơi đó ghé qua, hao phí khí lực so tại bãi các bên trong muốn khó khăn nhiều. Nếu như nói cái trước là nước, như vậy cái sau tại nó mà nói, liền tựa như bùng nhão. Angelina vậy thất tha thất thểu đi theo phía sau của hắn, mất đi một cái tay cân bằng kém xa Udi, đang chờ thêm đống loạn thạch bậc thang, Sơ ý một chút liền muốn quẳng xuống cao một thước bậc thang, còn tốt Udi tay mắt lanh lẹ, một tay lấy Angelina giữ chặt. Bị ma pháp kỳ vật gia trì đến 16 điểm lực lượng có thể để Udi nhẹ nhõm một tay dơ lên không đến trăm cân vỏ tăng thiếu nữ. Mà lúc này, đầu kia mưa xối xả đều không thể ngăn cản đường kẻ xám lấy phá sóng chi tư, bắt được cơ hội này. Nương theo lấy sơ sơ so tiếng mưa rơi cao một chút tiếng trầm, Udi thân thể lập tức căng cứng chỉ thấy cách hắn vị trí chỗ ở xa sáu, 7 mét một nơi bãi cát, đường kẻ xám tại kia dừng lại, sau đó nương theo lấy khá thấp truyền tới mãnh liệt chấn động, mặt đất bỗng nhiên hở ra một cái đống đất, sau đó sa tích thú tắm kia khổng lồ, mảnh cắn miệng to như chậu máu nương theo lấy bay lên đá vùng miếng đất, hướng phía Udi cùng Angelina cái phương hướng này đánh tới. Udi đối mặt cái này bỗng nhiên đột kích, vượt qua 90 độ khủng bố miệng lớn, thân thể bản năng chiến đấu trực tiếp để hắn trong tay trái pháp ấn sáng lên. Ám ảnh che chở. Thân ảnh của hắn tại trong bóng tối phản phất muốn bị gió mưa thổi tan. Đồng thời hắn một tay lấy nguyên bản chuẩn bị kéo đến trên bậc thang võ tăng thiếu nữ dùng sức hất lên, đưa nàng không đến 90 cân thể trọng, vùng ra bên tay phải trên đống cát, vừa vặn nhường nàng tránh đi lần này xa tích thú tấn công. Đi. U đi tay phải biến ngân trường kiếm tại mưa xối xả bên trong ngân quang ống ánh, hắn tức giận hét lớn một mình đối mặt miệng lớn mảnh tập võ tăng thiếu nữ ngã tại mềm mại trên đống cát vội vàng một tay chống đất chật vật bò lên bất quá bằng vào võ tăng khí tức hướng dẫn tra cứu cùng siêu phàm cảm giác nàng tại đã vừa mới cấp tốc liền khóa được sa tích thú trên người nhược điểm bộ vị vội vàng trả lời lưng của nó vây cá công kích lưng của nó vây cá tại võ tăng khí tức hướng dẫn tra cứu bên trong tại trong đêm mưa da dẻ mặt ngoài lóe ra cùng chìa khóa mật trường kiếm giống nhau kim loại hàng quan xâm nhiên cự thú lưng của nó vây cá vị trí tại mờ tối thì giác bên trong hết sức chói sáng nhưng u đi nghe xong đuôi lông mày không có nửa điểm vui mừng tại thánh giả bên trong sa tích thú nhược điểm tại mạo hiểm giả trong miệng tổng chỗ đều biết nhưng người có thể hay không công kích được đó chính là một chuyện khác hắn giờ phút này ngay tại sa tích thú tấn công phạm vi Bất quá hắn nương tựa theo hất ra Angelina phản tác dụng lực, chân phải dùng sức hướng mặt đất giảm mạnh, một cái nghiêng người lăn lộn, tránh ra tấm kia lớn đến đáng sợ khủng bố miệng lớn. Sau đó, Woody đã nhìn thấy nguyên bản chỗ hắn ở, đã bị đầu kia cự thú gặm rơi xuống một khối lỗ hổng, nó gặm lên nham thạch đến cùng ăn bánh gato không sai biệt lắm, cực kỳ khủng bố lực cắn. Woody không nói gì, mà là trong tay trái nhiều hơn một thanh làm bằng thép trường kiếm song vũ khí chiến đấu, mặc dù so ra kém lạnh lẽo ngân quan siêu Phàm đâm kiếm, nhưng nhiều một lần công kích dù sao cũng so không có tốt. Mà lại đối phó loại này quái vật, hắn nhất định phải xuất ra toàn lực, song vũ khí có thể để cho hắn mau lẹ hơn ứng đối công kích. Hắn có thể dựa vào chỉ có chính mình. Bình thường tới nói, trong đội ngũ có cái viễn trình nghề nghiệp đối phó sa tích thú tương đối dễ dàng. Dù sao bất kể là mũi tên vẫn là pháp thuật, đều có thể sau so cận chiến lại càng dễ công kích được sa tích thú vây lưng. Nơi đó là sa tích thịt thú vật chất mềm nhất bộ vị, công kích được có thể cho loại này vật khổng lồ tạo thành số lớn tổn thương. Vậy thì tới đi. Hắn đang nhìn đầu kia quái vật, ở trong lòng phát ra gầm nhẹ. Tại U biết mình trở thành trước mắt cự thú con mồi về sau, tâm tính cũng không nhận được ảnh hưởng, ngược lại một loại cố chấp để hắn trong cơ thể chiến ý tại lúc này sôi trào lên. Đây tính được là hắn tại tiếp xúc một nát nguyền rũ về sau, lần thứ nhất có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Đã từng hắn mặc dù có thể 10 năm như một ngày tại thánh giả trung du chơi, cũng là bởi vì loại này cần chiến đến cực hạn xúc cảm, có thể để hắn tự thể nghiệm đến tại tinh tế chiến đoàn không cách nào phản hồi đến thoải mái cảm giác. Chiến đấu mới là số mạng của hắn. Mà sa tích thú đối với cái này cái nhỏ yếu loại người sinh vật năng lượng đủ tránh thoát nó tấn công, cũng là mười phần khó chịu nghiêng đầu lại, khảm nạm tại thật dày tấm kim loại bên dưới tàn bạo con ngươi hướng phía u đi bên kia nhìn lại, nó một bên bất mãn lắc đầu, một bên đem trong miệng vỡ vụn thành một khối lại một khối đá vụn ói ra ra ngoài, đồng thời đánh giá trước mắt nhân loại. Không nhìn thẳng tại khác một bên cục một tay thiếu nữ. Dù sao tại nó thì giác nhìn tới. Trước mắt cầm siêu phàm đâm kiếm nhân loại, có thể so sánh cái kia cái gì cũng không có, còn thiếu cánh tay giống cái ăn ngon một chút, càng có nhai đầu. Sa tích thú nôn sạch cục đá về sau, cặp kia huy thạch lớn nhỏ xám đồng bắt đầu tàn nhẫn đánh giá vừa mới lăn lộn, từ trên bờ cát đứng lên nhân loại, phản phất đang nghiên cứu cái kia bộ vị càng thêm thơm ngọt, bất quá nó cũng không còn quên, dựa theo tiên tổ huyết mạch di truyền ký ức, mở ra đi săn kèn lệnh. Chỉ thấy sa tích thú mở ra nước đến bên tai phụ cận, trọn vẹn một trăm độ miệng to như chậu máu, kinh khủng sóng âm lập tức đem hóa thành cuồng phong, đem đầy trời lạnh lẽo nước mưa lôi cuốn, hướng phía con mồi dân trào mà đi. Woody đi Cang đã mưa gió, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm sa tích thú chân trước, cùng những sinh vật khác khác biệt, mặc dù sa tích thú tứ chi đều dài có bén nhọn lợi trảo. Nhưng là đại bộ phận lục địa di động phát lực là dựa vào đôi kia chân trước Chỉ cần cẩn thận cái này, liền có thể né tránh đại bộ phận công kích Mưa rơi lớn hơn, lạnh như băng gió biển lôi cuốn lấy tầng tầng nguyên bản không thuộc về vị trí này nước mưa cọ rửa vũng bùn bãi biển. Mặt đất chấn cảm lần nữa truyền đến, nương theo lấy ung ung phá thổ âm thanh. Bu đi lần nữa một cái linh hoạt nghiêng người lăn lộn, tránh thoát xa tích thú động địa bổ nhào, đây là hàng trăm lần hô hấp đến nay tránh thoát lần thứ năm tấn công. Tạo thành kết quả chính là nguyên bản buộc lên mái tóc đen dài bởi vì lăn lộn mà lộn xộn, lung tung dán tại tại gương mặt hai bên, nguyên bản sạch sẽ trang phục thợ săn bên trên thì tràn đầy đất cát bám vào còn tốt trang phục thợ săn mặt ngoài làm qua chống nước xử lý, hút thủy hậu không có đặc biệt nặng. Nhưng hắn giờ phút này vẫn là lộ ra phá lệ chật vật. Làm đại giới, hắn siêu phàm đâm kiếm ở nơi này đầu lục địa cuồng cá mập thật dày trên trang giáp, đâm ra hai cái cái không tính lớn lỗ nhỏ. Kiếm thuật đâm thành công trúng đích. Ngoài định mức kèm theo bí ngân đặc tính, ba, mà pháp tổn thương. Đối mục tiêu tạo thành 15 điểm xuyên đâm bị thương hại. Một siêu phạm đâm kiếm so với thông thường làm bằng thép trường kiếm, vẫn là có thể đối với sa tích thú thân thể tạo thành nhất định tổn thương, bất quá hắn cũng chỉ tìm được hai lần công kích thời cơ, một lần là nó đụng vào đóng đá vùng, quay đầu thì hắn đối phần đuôi phát động công kích, còn có một lần chính là đâm trúng nó phải chân trước. Hai lần qua đi, Woody liền tìm không thấy công kích tiết tấu, bởi vì trước mắt sa tích thú bởi vì đau đớn đã tiến vào phẫn nộ trạng thái, va chạm sau dừng lại lập tức liền vung đuôi thêm lăng lộn đi kém chút liền bị cọ sát đến, bây giờ muốn tới gần Sa Tích thú liền phải gánh lấy bị thương phong hiểm. Sa Tích thú thậm chí hiện tại cũng bỏ qua cuộc thổ, mà là bắt đầu giống một cổ mạnh mẽ đâm tới xe tải lớn tại trên bờ cát tùy ý xong đi, chờ Udi rời đi một khoảng cách mới lựa chọn thông qua địa tầng du hành, vọt tới phía trước đi đem muốn rời khỏi chỗ này chiến trường nhân loại cho áp chế trở về. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy nhìn xem cùng bạo không có chút nào chừng mực xa tích thú, còn có ngày hôm đó ít tăng lên mưa xối xả, u đi sâu đậm minh bạch, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm. Mặc dù hắn là liệt ma giả, nhưng còn không có mạnh đến có thể ở lạnh như băng tháng 11 hàng vũ bên trong, cùng một đầu thể lực trạng thái vô cùng tốt xa tích thú so đấu sức chịu đựng, bất kể là lượng máu, phòng ngự vẫn là công kích, trước mắt cự thú đều xa so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Lại thêm hoàn cảnh ác liệt nhân tố, mặc dù ngắn hạn hắn có thế bằng vào tinh xảo bộ pháp cùng cao siêu nhanh nhẹn đoạt tại sa tích thú công kích trước né tránh nhưng là trường kỳ xuống tới thể năng của hắn luôn có hao hết lúc khi đó chính là hắn lạc bại thời khắc chỉ cần ban đêm một giây tử vong kết cục liền sẽ định ra mà bây giờ hắn cùng với sa tích thú chiến đấu có thể dùng một câu hình dung nó như cái chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân không ngừng hắn tìm hôn tính mạng của hắn liền tại ngay tại nó một lần lại một lần nhiệt tình bên trong lặng yên trôi qua. Bất quá! Chính là loại này chiến đấu qua sau thắng lợi mới càng đáng giá làm người dư vị a. À. Woody đông lan mặt nạ vôi sắc lông tóc phía dưới hoàng kim mắt trắng bên trong chiến ý không chút nào giảm mạnh. Lần này, đối mặt lại lần nữa bổ nhào tới, không thấy chút nào thể lực cắt giảm sa tích thú, Woody tuyển tìm được thời cơ, một cái hướng về phía trước lăn lộn, cùng sa tích thú lệch thân mà qua, sau đó hướng phía nó đến chỗ phương vị một nơi có chút nhìn quen mắt đóng loạn thạch chỗ đi ý nghĩ của hắn rất rõ ràng đóng loạn thạch cao độ không chỉ có thể để hắn có thể tùy tiện đủ đến xa tích thú phần lưng đồng thời còn có thể có hiệu trở ngại nó va chạm tư thái mà lại angelina hẳn là trắng xóa mưa xối xả che lại tầm mắt của hắn có thể thấy được phạm vi bên trong chỉ có thể nhìn thấy đóng loạn thạch bên trong hình dáng võ tăng thiếu nữ thân ảnh sớm đã không gặp hắn vừa rồi nếm thử la lên qua, nhưng là như thế lớn mưa xối xả, đoán chừng 5 mét bên ngoài liền truyền không đi ra. Sau lưng cảm giác chấn động lại lần nữa truyền đến, Woody biết rõ nó nghĩ gia tốc vượt qua bản thân, từ đó ngăn hắn lại đường đi, nhưng là lần này, Woody hai chân tăng thêm tốc độ, tích xúc thể lực tại thời khắc này bộc phát, hắn sẽ không lại để nó vọt tới trước mặt của mình. Bỗng nhiên một lần, Woody liền lại lần nữa kéo ra hắn và xa tích thú khoảng cách hướng phía đóng loạn thạch phóng đi lần này hắn so lần thứ nhất bò vị trí càng cao mà sau lưng oanh minh cũng làm cho u phát giác có đồ vật ngay tại phá đất mà lên bạch mũi chân nhanh quay ngược trở lại màn mưa ở trong u biết rồi máu chốt vào đầu không dung chần chờ hắn không để ý ướt nhẹp mặt đất lấy tay trái làm bằng thép trường kiếm phối hợp chân trái hướng bên người vách đá mượn lực cưỡng ép xoay chuyển hắn đi tới bộ pháp tư thái lăng không liên đạp mấy bước tiếp cận siêu phàm 19 điểm nhanh nhẹn có thể để u đi làm ra rất nhiều bất khả tư nghị động tác, tỉ như mượn nhờ vách tường ngay cả vọt 3-4 mét cao độ. Đây cũng là hắn vì cái gì lựa chọn đóng loạn thạch nguyên nhân. Bởi vì chỉ có nơi này mới có thể để cho hắn bằng vào địa thế, thu hoạch được chỗ cao ưu thế, từ đó tiếp cận xa tích thú phần lưng. Cái này thì giác u đi vừa vặn có thể nhìn thấy chính phía dưới xa tích thú đôi kia kinh ngạc mắt to, chính hướng lên nhìn mình lom lom, mưa xối xả bên trong u đi đông lan mặt nạ nấu mì cho giờ phút này vô cùng vô cùng dữ tợn cầm bí ngân trường kiếm tay càng là nổi gân xanh hung hăng nhảy lên không chỉ có để hắn tránh thoát xa tích thú bay nhào còn để hắn thân thể thời gian ngắn ở vào xa tích thú phía trên thừa dịp bay nhào mang tới phản tác dụng lực xa tích thú vô pháp động đậy giờ khắc này đây chính là hắn công kích thời cơ tốt nhất bí ngân thứ kiếm phá vỡ nặng nề trời mưa tắm màn mang theo lôi cuốn phong thanh hung hăng đâm vào sa tích thú kia tương đối nhu nhược lưng. Ông một tiếng, nương theo lấy xuyên phá mưa xối xả mãnh liệt sóng âm, còn không đợi U đi muốn đem đâm vào nửa đoạn siêu phạm đâm kiếm lần nữa đẩy vào sa tích thú thân thể, mắt tối sầm lại, một cổ không thể địch nổi cự lực liền đem hắn đâm đến đầu óc choáng váng, cả người đều bị cứng trắng đồ vật đánh bay ra ngoài, thật giống như bị một cổ thiên vương cấp bậc xe tải bên đụng vào, hai tay của hắn thậm chí cầm không được đâm kiếm chui kiếm tính cả lấy tay trái còn chưa cắm vào làm bằng thép. Trường kiếm, cả người liền không bị khống chế bay ngược ra đóng loạn thạch phạm vi, lăn đến tràn đầy đất cát cùng vũng nước trên bờ cát. Hoa! Wow. Bộ ngực truyền tới kịch liệt đau nhức để u nhìn không được ho ra máu, tiếng xương nứt để u suy đoán xương sườn của hắn hẳn là đoạn mất mấy cây. Bất quá, những này cũng không có trước mắt trọng yếu. Udi ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hơn 10 mét có hơn, ngay tại điên cuồng đụng chạm lấy vách đá vách tường sa tích thú, vừa rồi chính là nó cái phản ứng này, mới đem u đi vung ra trên vách tường, đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Đầu này sa tích thú hiển nhiên cũng không dễ chịu, bí ngân thứ kiếm đã một mực đâm vào sóng lưng nó, không giờ khác nào không tại dày vò lấy nó yếu ớt thần kinh, đỏ thắm máu tươi vậy theo nó màu nâu xanh da dẻ chảy ra, thuận nước mưa chảy vào loạn thạch bãi cách đó không xa hải dương. Nó chết chắc rồi. Woody nhìn xem không ngừng va chạm vách đá, mưu toan muốn đem cắm vào nó phần lưng kiếm cho vung ra đến, trong lòng buông lỏng, lại tiếp tục như thế, chết nhanh nhất nhất định là nó, bất quá không đầy một lát, tại Woody cảm giác bên trong, bãi các lần nữa bất an rung động. Thảo lại không phải ta nhường ngươi tạo thành tổn thương, muốn trách thì trách thanh kiếm kia a. À? Nhìn đều không cần nhìn, Woody liền biết rõ đầu kia sa tích thú phát hiện đâm kiếm vô pháp vung ra, bắt đầu hướng hắn cái này kẻ cầm đầu phát động tính chất tự sát công kích, nghe phá thổ thanh âm, Woody vội vàng chịu đựng ngực đau đớn hướng bên cạnh lăn một vòng. Hắn bản năng không hề nghi ngờ cứu hắn một mạng, ngay tại hắn thoát đi bị hắn xô ra cái lõm hình hố cát không có một giây, xa tích thú thân hình khổng lồ liên thông miệng to như chậu máu liền từ trời mà hàng, trực tiếp đem người hình hố to ném ra mấy mét sâu hố to. Woody lòng còn sợ hãi, dùng sông rơi làm bằng thép trường kiếm chống lên thân thể đứng lên, vội vàng hướng phía bãi các một chỗ khác chạy tới bởi vì cái này thời điểm trò chơi tính chất liền đã xảy ra cải biến tái chiến đấu tiếp chính là ngu xuẩn chỉ cần kiên trì đến nó phi tóc mất đi thể năng đến lúc đó một đứa bé là có thể đem tính mạng của nó kết thúc hiển nhiên sa tích thú vậy minh bạch đạo lý này nó điên cuồng hướng cái kia còn không có bản thân móng vuốt lớn nhân loại phóng đi đâm kiếm miệng vết thương cùng mất đi huyết dịch mỗi giờ mỗi khắc không còn dày vào lấy thần kinh của nó nó muốn xé nát hắn. Nhai nát hắn mỗi một cây xương cốt. Múc vào xong mỗi một giọt cốt tủy sau lại nuốt vào. Woody đột ngột hơi bản thân sau khi bị thương thể lực sẽ càng thêm hạ xuống, bất quá hắn biết rõ đây là một trận so đấu sức chịu đựng trò chơi, ai cũng chi trì không nổi, ai liền phải nên đón bại vong, sợ dĩ coi như lại thống khổ, cũng muốn kiên trì. Đáng tiếc sa tích thú công kích dục vọng vượt ra khỏi Udi tưởng tượng, nó không chỉ một lần gia tốc mở rộng tự mình cổng bộ vết thương, vì coi như để hao hết thể lực lần nữa bởi vì đau xót mà khôi phục, lần nữa đối u phát ra một lần lại một lần mãnh liệt bổ nhào cùng trảo kích. Mẹ nó! Woody cũng không nhìn được nữa, hắn biết rõ, nhìn xem bây giờ phần lưng chảy ra máu tươi đã tràn ngập đến khóe mắt, hai mắt nạp đỏ sa tích thú, lại trốn ở đó, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết cục, hắn cần lại đến cái đầu này sa tích thú đến hung ác không phải ngươi chết chính là ta chết. Bất quá không biết là mờ tối sắc trời, vẫn là gần sóng thay nhau nổi lên, hai mắt vậy nạp đỏ u đi mơ hồ trông thấy bên tay phải bờ biển mặt biển so với cái khác càng thêm mãnh liệt, phản phất có cự vật ở phía dưới khuấy động. Trong đầu của hắn xẹt qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng lần này, hắn lựa chọn thuận theo bản tâm của mình. Thế là, trọng thương cùng bào trạng thái sa tích thú nhìn thấy tên kia ghê tẩm nhân loại không còn lựa chọn kỹ càng đi bãi cát, mà là lựa chọn tới gần hải dương bùng cát. Nhìn xem tốc độ lập tức chậm nhân loại, lấy sa tích thú đơn giản trí thông minh phán đoán hắn có thể muốn nhảy xuống biển, nhưng là khoảng cách này tới nói, nó có thể dễ dàng đem chặn đường tại nước biển trước. Thế là, đơn giản đi săn tư duy lôi cuốn lấy bạo ngược chi tư, xa tích thú lần nữa trốn vào trong đất, lộ ra bên trên ngân kiếm không ngừng cho xung quanh thổ địa lưu lại từng sợi máu tươi, cùng chảy nhỏ giọt hướng chảy hải dương nước mưa, cùng nhau lẫn vào biến cả. Ông. Lần nữa cảm nhận được đầu kia bụi đất tung bay các bụi tuyến hướng phía tới mình, Udi cũng chỉ có thể chậm rãi từng bước hướng phía hải dương này mặt phóng đi. Lăn lộn. Lại lăn lộn. Udi một lần lại một lần tránh né xa tích thú tấn công, đồng thời vậy càng ngày càng tới gần hải dương. Phán đoán của hắn là chính xác, mặc dù hắn thể lực không ngừng đang tiêu hao, nhưng là chí ít ở nơi này vũng buồn giống như bãi các hoàn cảnh, sa tích thú cũng vô pháp làm ra cùng lục địa một dạng chạy băng băng tư thái, chỉ có thể thông qua đào móc bùn đất đến nhờ gần chính mình. Hiện tại, liền xem ai chống đỡ càng lâu chút ít. Woody dư quan thỉnh thoảng quét mắt hải dương, mưa xối xả bên dưới ngàn buồn biển mặt gần sóng ngập trời, hắn hiện tại đã không phân rõ cái nào ra sóng cả càng mãnh liệt hơn rồi. Mặc kệ rồi. Woody chuyên tâm tại tránh né sa tích thú một lần lại một lần công kích, ngắn ngủi mấy trăm mét đường ven biển, Woody cảm giác mình đi qua mấy ngày thậm chí càng lâu. Cuối cùng, tại Woody chật vật không chịu nổi mà chuẩn bị né tránh vẻ mệt mỏi hiển thị rõ sa tích thú một lần tầng đất bên dưới cắn xé. Gần sóng chưa từng ngừng qua mặt biển, giờ phút này xuất hiện một đạo phá vỡ cùng cùng sóng biển lợi nhận. Một đạo khổng lồ bóng đen nghịch đổ về nước biển, mãnh liệt mà lên mà sa tích thú liền thấy được một tấm so với nó miệng còn muốn lớn hơn miệng to như chậu máu, cùng cặp kia so với nó càng thêm tàn nhẫn bạo ngược con ngươi, màu nâu xanh trên sóng lưng tràn đầy dựng thẳng lên gai ngược. Cá mập siêu bạo chúa. Tiếp cận 10 mét vật khổng lồ bay thẳng nhảy ra mặt nước, sau đó trên dưới hàm hợp lại, nháy mắt liền đánh xuyên sa tích thú hộ giáp, tráng kiện tam giác đuôi hất lên, liền đem nặng mấy tấn con mồi tính cả thân thể cùng nhau đưa vào hải dương thậm chí sa tích thú còn đến không kịp phát ra gầm thét thét lên, liền nương theo lấy sóng biển cuồn cuộn, cùng, cùng nhau biến mất ở biển rộng mênh mông bên trong. Kịp thế giới Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Hoàn toàn mới sở trường Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 82 hoàn toàn mới sở trường 2022-04-05 tác giả. Thanh Tùng Thượng Thanh Chương 82 Hoàn toàn mới sở trường, hang bên ngoài sườn núi nước mưa chứa đầy về sau, bắt đầu chậm chạp tràn ra, sau đó tích xúc, từ đỉnh núi rơi xuống, nhỏ xuống tại lối vào đất cát, trong vũng nước. Tí tách đi nửa nằm ở khô hanh vách đá, ngắm nhìn lối vào nhỏ xuống giọt nước, hắn tại sai thời gian. Cự ly này trận đại chiến đã qua nửa giờ, ngoài đồng mưa cũng đã nhỏ rất nhiều, nhưng sóng biển vẫn như cũ mãnh liệt, bên tai có thể truyền đến trận trận sóng cả đập bên bờ thanh âm. Ngược lại là mây đen ít đi không ít, thế giới sáng mấy phần. Trong cơ thể hắn các nơi khí quan giống như là trong hải dương phản xạ hồ thật dài lật xe cá, thẳng đến sau khi kết thúc, các loại đau đớn mới ung ùng kéo đến, hiện tại một ngón tay đều không muốn động, chỉ muốn lặng lặng nhìn số liệu bản bên trong lượng máu chậm rãi khôi phục. Điểm sinh mệnh 1951 Trạng thái Trọng thương, khép lại trạng thái 1. 1. Từ trọng thương đến trung độ thương thế Nhìn xem võng mặt bên trong số liệu, Woody nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục như vậy thương thế của mình hẳn là sẽ tại ngừng trước khi mưa miễn cưỡng khôi phục lại có thế bình thường hành tẩu không ngại trình độ. Vẫn được, có thể tiếp nhận. Mặc dù sau cùng kết thúc phân đoạn bị Angelina hóa thân cá mập siêu bạo chúa cho mang đi, nhưng là u đi vậy bởi vì đối xa tích thú tạo thành tổn thương tại nó sau khi chết phân đến một bút không ít kinh nghiệm 2.500 điểm cách tăng lên liệt ma giả đẳng cấp còn có một nửa kinh nghiệm đã rất tốt tương đối lần trước cùng đọc hình giáo đồ chiến đấu tới nói dù sao lần trước hắn nhưng là vì thế chuẩn bị bốn tấm trở lên pháp thuật quyển trục cộng thêm chuẩn bị tốt luyện kim ma dược còn có các loại tâm lý chuẩn bị trận này là đột phát sự kiện trên người hắn trừ đem tiện tay vũ khí, không có thứ gì. Mà lại trải qua kịch liệt chiến đấu, Woody cảm giác được bản thân khôi phục bản năng ký ức bắt đầu ở cổ thân thể này bên trên hiển hiện, kia sắp xếp võng mặt bên trong chiến đấu sau kết toán số liệu chính là chứng minh tốt nhất. Chiến đấu kết thúc. Ngươi ở đây lần lượt cùng ngươi hình thể cũng không tương xứng quái vật tiến hành gian nan lúc chiến đấu, từ trong thực chiến lấy được trưởng thành. Ngươi kỹ năng kiếm thuật 3, vận động 4. Ngươi sở trường trực giác phản xạ thu được tăng lên, ngươi thu được sở trường tinh thông né tránh. Ngươi ở đây trong chiến đấu lĩnh ngộ hoàn toàn mới sở trường, không trung đã kích. Tinh thông né tránh, sở trường. Ngươi luôn luôn nóng lòng khiêu chiến những cái kia ngươi vô pháp đối kháng chính diện sinh vật, bất quá cũng đang bởi vì ngươi phần này dũng cảm, nhưng ngươi tại như thế nào đối mặt tiến đến công kích lúc, hiểu được như thế nào bảo vệ mình, nhất là đối mặt viễn trình pháp thuật cùng mũi tên tập kích lúc chân chính làm được tùy tâm mà động, lăn lộn tốc độ 3, thần kinh phản xạ ba. Tại Bắc Địa, không ít hang phơn thương nhân vì tiết kiệm một bút thuê hộ về phí tổn, bọn hắn sẽ trà trộn tại hướng nam thiên tỷ voi ma mút trong đám, dùng cái này đến xuyên qua lãnh khốc cực lạnh, nguy hiểm khó lường đất đông cứng rêu nguyên. Dân tục học người mừng. Không trung đã kích, sở trường Chiến đấu cho kinh nghiệm nhiều người phát giác được từ chỗ cao tác chiến càng có hơn ưu thế, lần lượt không trung nhảy vọt nhiều ngươi tìm tòi đến như thế nào tại không trung ổn định thân hình, dự phán vị trí của địch nhân, sau đó nhắm ngay mục tiêu mãnh lực công kích, tạo thành càng nhiều tổn thương. Công kích, nhảy vọt, hai, trúng đích, nhảy vọt, ba, mọi người nhìn thấy cự long tiến công thì chỉ muốn đến tránh né, mà ta vẫn đang suy nghĩ bắt lấy thời cơ tốt nhất, nhảy dựng lên cho nó đi lên một lần, tin tưởng ta, tư vị kia tuyệt đối so với lên giường mỹ diệu, đồ long chiến sĩ ước cơ nhiều tinh thông né tránh là một mười phần hữu hiệu sở trường. Woody cơ hồ tất cả cận chiến nghề nghiệp cũng đã có cái này sở trường, dù sao tại giai đoạn trước ngươi lực lượng vô pháp chống cự quái vật công kích lúc, né tránh liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Đến như không trung đã kích cái này sở trường thì là nhằm vào một chút nhược điểm đang độc bộ, hoặc là vô pháp nhằm vào phần lưng tập kích quái vật chế tạo riêng. Một chiêu này đối phó cự long hoặc là sa tích thú loại này quái vật càng dễ dùng, chỉ cần vũ khí đầy đủ sắc bén cái này một hàng sở trường có thể để cho hắn trong chiến đấu tổn thương lớn tăng lên nhiều. Mà lại nhanh nhẹn đầy đủ cao lời nói, thậm chí có thể làm đến tại nửa giây bên trong hoàn thành rút đao, nhảy chém, rơi xuống đất ba cái động tác. Để quái vật căn bản còn không có phản ứng bị công kích, thân thể của ngươi liền đã rơi xuống đất. Hai cái này đều là u đi ở trên một thế nắm giữ qua vô số lần sở trường. Mặc dù vừa mới bắt đầu cổ thân thể này còn lộ ra so sánh yếu kém, nhưng theo những ngày này chiến đấu cùng trưởng thành, quá khứ sở trường ký ức vậy theo kinh nghiệm thực chiến khôi phục mà dần dần giải phong. Rồi cùng mỗi một lần chiến đấu kiếm thuật tăng trưởng một dạng, cũng không có gì ngạc nhiên. Dùng một cái từ ngữ tại hình dung, chính là ký ức chỗ sâu bản năng, sau cơ bắp phản hồi bản năng càng thêm có chiều sâu. Tự như nếu như ngươi trùng sinh về tiểu học năm lớp 6 một lần nữa đọc sách, có lẽ ngay từ đầu thành tích học tập của ngươi cũng không lý tưởng, nhưng là theo ngươi dần dần xâm nhập, bài tập số lượng gia tăng, tại sơ kỳ, thành tích của ngươi có thể so với những người khác lên cao đều muốn nhanh. Bởi vì, đây đều là ngươi đã từng sở học qua đồ vật, chỉ là dĩ vãng đều giấu ở trong trí nhớ thôi. Bất quá coi như thế, Woody nội tâm vẫn là sinh ra chút mừng rỡ. Không chỉ có là bởi vì thực lực tăng lên, mà là hắn phát hiện mình đối cổ thân thể này trưởng khống tính càng ngày càng cao, đây đối với hắn tiếp xuống mạo hiểm, là một tốt đẹp tín hiệu. Từng giọt giọt nước vững vàng rơi vào mặt đất ướt át đất các bên trong, xa xa truyền tới tiếng bước chân đem u đi từ tinh tế suy nghĩ bên trong túng về. Bộ pháp trên mặt các phát ra kẻo kẹt kẻo kẹt ép chặt âm thanh. Nhưng cảm giác không thấp u còn có thể nghe ra tiếng bước chân rõ ràng sâu cạn không đồng nhất, chân trái nhẹ chân phải nặng. Hiển nhiên nguyên nhân gì để tiếng bước chân chủ nhân vô pháp bảo trì cơ bản nhất cân bằng rất mau tới người liền đi tới chỗ cửa hang, chập trùng kịch liệt hô hấp hiển nhiên nàng một đường tốn không ít công phu, thậm chí có thể là chạy mau tới. Woody nằm ngửa vị trí vừa vặn có thể trông thấy lối vào nửa trái bộ phận, Angelina thân thể chặn lại rồi bên ngoài tuyển vào quan, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn đánh giá trước mắt võ tăng thiếu nữ. Nàng giờ phút này sớm đã không phải mới vừa hát bào trang phục, mà là không biết từ chỗ nào kéo tới hai mảnh vải rách tùy ý quấn tại vĩnh cao khỏe đẹp cân đối trên thân thể màu rượu đỏ tóc dài càng là tùy ý choàng tại trần trụi hai bờ vai tiểu xảo tinh xảo trên mặt treo đầy lo lắng ngươi trở lại rồi ta còn tưởng rằng muốn càng lâu chút Woody đi hiện tại trạng thái này không tiện nói chuyện liền trực tiếp dùng tâm linh cùng nàng câu thông mặc dù cái này dạng sẽ để cho hắn có chút không thích ứng nhưng nếu như về sau tổ đội năng lực này sẽ để hắn câu thông trở nên 10 phần thuận tiện ừ. Ngươi không sao chứ? Trong đầu đột nhiên thêm ra thanh âm để Angelina ngữ khí hiển nhiên hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ đến bản thân tới mục đích, liền vội vàng hỏi. Đồng thời, nàng nện bước trần trụi hai chân, bước nhanh tới nơi này tên tại trong mắt của nàng phá lệ thần bí nam tử trước mặt. Nhìn thấy sắc mặt của hắn phá lệ trắng xám, thân thể càng là mềm hoặc tựa ở trên vách đá, bên cạnh còn có ho ra vết máu về sau, thì là mắt lộ ra khẩn trương bất quá sau một khắc trong đầu liền truyền đến u đi lạnh nhạc thanh âm. Yên tâm, không chết được. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Đầu đuôi xử lý Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 83 Đầu đuôi xử lý 2022 04 -05 tác giả Thanh Tùng Thường Thanh chương 83 đầu đuôi xử lý ngươi. Đều như vậy, còn nói không có việc gì. Angelina nhìn trước mắt nhếch đôi môi thương bạch thanh năm, nhìn không được một bên phàn nàn, một bên lấy tay cho lau đi khóe miệng vết máu, lau xong sau kềm chế sơ sơ tay run rẩy, sau đó một mặt trịnh trọng nghiêm túc hỏi. Thật không có sự. Thật không có sự. Vậy được rồi, vậy nếu không muốn ta đi gọi ngươi người hầu tới, ta lên bờ thời điểm nhìn thấy bãi cát cuối cùng trên đường chiếc xe ngựa kia rồi. Angelina tin thiếu niên trước mắt lý do thoái thác, bắt đầu nếm thử đề nghị. Không dùng. Thanh kiếm này ngươi mang về. Woody tâm linh chi lực bên trong biểu thị cự tuyệt, hắn lúc này nhìn thấy theo thiếu nữ tiến vào còn có một đem lóe ra ngân quan trường kiếm. Chỉ bất quá thân kiếm đã có chút uống lượng, hoặc là nói biến hình. Woody cũng không kinh ngạc, nhất giai ma pháp kỳ vật cũng không có đạt tới không thể phá vỡ trình độ chỉ cần đầy đủ lực lượng liền có thể đối loại này khó khăn lắm đạt tới kỳ vật ngưỡng cửa vũ khí tạo thành tổn thương angelina cũng nghĩ đến bản thân mang về siêu phạm đâm kiếm thở dài đưa nó bỏ vào mới từ bên ngoài thuận tay nhặt về trong hộp gỗ không có ý tứ kiếm công ta từ đầu kia lục cá mập trên thân thể rút ra sau liền bộ dáng này ta lần sau cho ngươi thêm một thanh tốt hơn đi nàng màu hổ phách trong đồng tử tràn đầy thật có lỗi. Không dùng, cái này dạng càng tốt hơn. Ta nguyên bản là định đem nó cho tan, xem như chế tạo vũ khí tài liệu. À, có thật không? Võ tăng thiếu nữ còn tưởng rằng là u đi trấn an nàng, nhưng nhìn xem u đi thanh tịnh hai mắt, cũng liền đã hiểu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng vẫn mang lòng ấy nấy kiên trì. Vậy liền lại cho một thanh, ta vừa mới gặp lại ngươi dùng xong vũ khí tùy ngươi. Sử dụng sức mạnh tâm linh cùng Angelina trò chuyện lâu như vậy, Woody tinh thần có chút mệt mỏi, hắn cũng không muốn đối với chuyện này quá nhiều tranh chấp, ngược lại đối Angelina hỏi. Cổ kia sa tích thú thi thể đâu? Tại trên bờ biển, ta đem nó từng tất từng tất từ biển nước trên đỉnh tới. Angelina vô ý thức sờ sờ chấp mũi của mình, hiển nhiên vừa rồi nơi này không ít chịu tội. Vậy là tốt rồi. Nghe tới Angelina không có đem cổ kia sa tích thú thi thể tùy ý cất đặt tại biến cả, Woody cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Dù sao bất kể là sa tích thú da vẫn là xương cốt của nó đều là không sai tốt đồ vật. Cái trước có thể dùng đến chế tác tinh lương giáp da, cái sau lại được dễ dàng dùng nó đến chế tạo tự nhiên điện thờ, càng đừng sách huyết nhục của nó có thể dùng đến hiến tế. Woody đã sớm muốn đổi cái tự nhiên điện thờ, hắn rõ ràng phát hiện mình sang linh thể ước cục vị khẩn trương. Mà liệt ma giả giải quyết biện pháp này hoặc là tăng lên đẳng cấp, hoặc là chính là lấy tự nhiên điện thờ làm vật dẫn, để cho chứa đựng dư thừa tự nhiên ân trạch. Woody ở kiếp trước tự nhiên điện thờ chính là dùng một đầu sông túc phi long xương đầu chế thành hai đẳng cấp ma pháp kỳ vật, có thể chứa đựng chí ít năm cái để đó không dùng ân trạch. Cái này cũng chưa tính nhiều, u đi nghe nói có cái truyền kỳ liệt ma giả sử dụng là cực kỳ xa xỉ cành thế giới thụ một bộ phận chế tác thành tự nhiên điện thờ đạt tới bán thần khí hàng ngũ không chỉ có hơn ngàn cái để đó không dùng cột vị thậm chí còn có thế ngoại định mức gia tăng sang linh khế ước sử dụng cột vị cùng cường hóa ân trạch hiệu quả bất quá những này u hiện giai đoạn cũng chỉ có thể ngẫm lại thật muốn mưu cầu thế giới thụ thân thể làm sao cũng được chờ hắn rời đi ascension lại nói muốn ta nâng ngươi quá khứ sao? Angelina coi là cổ kia sa tích thú đối với hiện tại Udi tới nói rất trọng yếu, bởi vậy chủ động đề nghị, bất quá lại bị Udi cự tuyệt. Không, trước chờ ta một hồi. Udi nhìn mình võng mạc, ở trong lòng yên lặng đếm lấy đếm. 10, 9, 8 Mặt niệm bên trong, một cái phù hiệu màu xanh lục từ thị giác màng xẹt qua. Một số liệu cột bên trong điểm sinh mệnh lập tức khôi phục được 25 điểm. Lúc này thanh trạng thái bên trong, trạng thái trọng thương đã chuyển thành trung độ thương thế. Woody lúc này sắc mặt tái nhật vậy dần dần nổi lên một vệt hồng nhuận, hắn miệng lớn hô hấp phát hiện ăn không cũng không có truyền đến phiền muộn cảm giác, liền dùng hai tay chống lấy thân thể đứng lên, mặt lộ vẻ thường sắc đạo. Hiện tại kịch liệt hành động đã sẽ không để cho thương thế của hắn chuyển biến xấu, thậm chí chỉ cần ngủ lấy hai cảm giác, thân thể của hắn liền sẽ khôi phục lại đỉnh phong nhất thời điểm. Đi thôi. Đúng, ngươi vẫn là đem cái này mặc vào đi. Wu nguyên bản vẫn không cảm giác được, nhưng lúc này muốn đi ra ngoài lúc, liền phát giác Angelina lúc này trên thân thể mặc phá lệ không ổn, toàn thân trên dưới liền hai khối vải vóc. Bất kể là võ tăng thiếu nữ kia tròn trịa bắp đùi thon dài, trần trụi hai chân, vẫn là trắng nõn hai vai cùng tràn ngập mềm dẻo cảm tinh tế vòng eo, phối hợp thêm bị nước biển ngâm lâu có vẻ hơi tái nhật xinh đẹp khuôn mặt cùng kia đoạn mất tay trái ấn tượng đầu tiên ngược lại là cho người ta cho yếu đuối cùng thương tiếc giác quan lại thêm thượng hải tảo giống như màu rượu đỏ tóc dài angelina giờ phút này tựa như vừa mới bị người từ trong nước cứu lên trong nước tinh linh hắn từ thứ nguyên trong giới chỉ lấy ra một cái đủ để che khuất hơn phân nửa thân thể trường bào màu đen ném cho angelina mà angelina nghe xong nháy mắt kịp phản ứng nàng tới quá gấp chỉ có thể tùy ý che khuất thân thể, vừa rồi lại đầy trong đầu nghĩ là u đi thụ thương, căn bản quên đi nàng bây giờ trang phục đến cùng có bao nhiêu dẫn lửa. Bất quá nàng cũng không phải là loại kia xấu hổ quý tộc thiếu nữ, tại khu dân nghèo pha trộn lâu như vậy, cái gì thô tục lời nói nàng chưa từng nghe qua, nhưng nàng vẫn là lần đầu thấy u đi loại này hành động, như dĩ vãng bọn hắn đều ước gì cách thật dày vải vóc muốn dầm ngó ảo dịu trong đó tuy nói ở trước mắt tên này quý tộc trên thân phát sinh kỳ quái sự nhiều lắm, nhiều hơn món này cũng không cái gọi là. Nhưng chuyện này vẫn là để nàng cảm giác được cực độ không hiểu, nàng rất nghĩ thông miệng hỏi hắn. Tỷ như, chẳng lẽ ngươi không thích nhìn nữ tính thân thể sao? Hoặc là thân thể của ta không tốt nhìn sao? Vẫn là ngại vứt bỏ ta tàn tật. Không đủ mỹ lệ, có thể các ngươi quý tộc không phải chú ý khuyết điểm đẹp không? Loại hình nói nhưng lời đến khóe miệng đã nói không ra miệng, cuối cùng nàng chỉ có thể khẽ cắn môi, đi theo. Woody vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy, hắn vừa mới bước ra cửa vào, liền thấy được cách nơi này đại khái chừng một ngàn mét xa, sóng biển đập trên bờ cát chính trưng bày lấy một đống hình bầu dục màu đen vật thể, liệt ma giả tầm mắt rõ ràng nói cho hắn biết. Đó chính là mới vừa rồi cùng hắn ác chiến hồi lâu xa tích thú thi thể. Sóng biển coi như lại mãnh liệt, vô pháp đem tốt lắm như một tảng đá lớn giống như sa tích thú cuốn về biến cả. Gặp được thi thể về sau, Woody cũng không có lựa chọn cái hướng kia, mà là hướng phía bãi cát cuối cùng cái hướng kia đi đến. Không cần sa tích xác thú thể sao? Phủ thêm trường bào che ở biển chuyển dáng người Angelina ngừng lại bước chân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vừa rồi hỏi là hắn, hiện tại không đi cũng là hắn. Đương nhiên muốn, bất quá ta hiện tại phải đi tìm giúp đỡ, Đem nó trở về thành, người ở đây kia bảo vệ, đợi chút nữa ghi nhớ, không nên cùng bọn hắn nói đầu này quái vật là chúng ta dết, liền nói là mưa sối xả qua đi tại trên bờ biển phát hiện, biết sao? Woody một bên nhìn xem bãi cát đầu kia không động đầy xa tích thú, một bên để Angelina hỗ trợ chăm sóc. Ồ! Angelina cái hiểu cái không, nhưng vẫn là đồng ý, nàng cũng không biết Woody cử động lần này hàm nghĩa, đương nhiên nàng cũng không biết Woody thời khắc này tình cảnh. Woody cũng chỉ bất quá nghĩ hết khả năng yểm hộ bản thân chân thật trình độ, hắn cũng không có quên hiện tại trong thành còn có một cặp ẩn núp rao, cùng một cái mất đi thê nữ nam tước. Vạn nhất bị hoài nghi cũng không tốt, hắn tình nguyện điều thấp một chút. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Truyền thuyết độ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 84 truyền thuyết độ 2022-04-05 tác giả. Thanh Tùng Thường Thanh chương 84 Truyền thuyết độ không đầy một lát, Woody lợi dụng tại trên bờ biển phát hiện một đầu quái vật thi thể, phân phó Sa phu đi bến tàu khu mời một ít đảm nhiệm công nhân chuyên chở. Ít đít gia tộc Sa phu thì tại nhìn thấy Woody bình an trở về, liên tục không ngừng lỏng ra một đại khẩu khí. Mặc dù trước mắt thiếu gia thay đổi một thân quần áo, nhưng là giữa lông mày không có bất kỳ cái gì quể hoải, rồi cùng trước khi đi một dạng bình thường. Hắn vừa rồi tại nơi này bảo vệ vị thiếu gia này trở về thật đúng là trong lòng run sợ, nhất là vừa rồi mưa lớn như vậy. Woody không có tâm tư suy đoán phu xe ý nghĩ, hắn tự mình tới cũng chỉ bất quá là để xa Phu cho mình làm cái chứng minh, sợ dĩ thấy xa Phu dựa theo mệnh lệnh sau khi rời đi, hắn liền lại trở về chỗ cũ. Angelina lúc này chính ngồi chồm hổm ở trên bờ cát, nhìn cách đó không xa xa tích thú châu mày, tựa hồ đang lẩm bẩm cái gì, phát giác được U đi tới gần mới một mặt kinh ngạc nói. Ngươi trở lại rồi. Tốt sao? U đi gật đầu biểu thị giải quyết về sau, sau đó nói với Angelina. Đợi chút nữa nơi này sự tình sau khi kết thúc, ngươi có thể bồi ta đi một chuyến sao? Ừm. Đi đâu? Về Palermo sao? Angelina vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Nàng không nghĩ đi lại còn có chuyện muốn tìm nàng. Từng không phải, ta muốn đi lòng đất. đi nhắc nhở đạo, hắn muốn mượn nhờ võ tăng thiếu nữ siêu phàm cảm giác thăm dò động quật, có nàng tại sẽ thuận tiện rất nhiều. À, ngươi là nói, sa tích thú sao huyệt. Angelina chỉ vào cổ thi thể kia kinh ngạc nói. Hừm, đúng, mặc dù sa tích thú bình thường không thành lập sao huyệt, nhưng nó ở phụ cận có thể sẽ chứa đựng rất nhiều dự trữ dụng ăn khoáng thạch ta dự định đi xuống xem một chút. Wu đi nghĩ tới bản thân khô quắc túi tiền, thở dài. Không có cách, làm một nghèo khó mạo hiểm giả, hắn được vơ vét sở hữu có thế vơ vét chiến lợi phẩm. Đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là chúng ta cứ như vậy đào lấy tìm sao? Angelina không chút do dự trả lời, thậm chí trên mặt còn có một tia vô hình mừng rỡ, nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, nàng thế nhưng là nhớ được xa tích thú từ dưới bờ cát chui ra về sau, những cái kia thổ nhưỡng lại biến thành dáng dấp ban đầu. Woody đối với Angelina tâm tư, đem đổ cho mạo hiểm trước kích động, đối với nghi vấn của nàng thì cười cười, giờ nâng vẫn như cũ bị hắn đợi ở trên tay tố thạch thủ sáo. Cái này có thể giúp chúng ta đến sao huyệt của nó. Bến tàu thuê công nhân bốc vác rất nhanh tới đến, bọn hắn mang theo dây thừng, khi nhìn đến mắt cạn tại trên bờ cát to lớn xa tích thú giật nảy mình, bất quá nhìn thấy Udi cùng Angelina, cái này một đôi người trẻ tuổi đều đứng ở đó bình yên vô sự, cũng liền cả gan tới. Đem cái này kéo về ít biết gia tộc kho hàng lớn. đi một bên từ trước đến nay công nhân phân phát ngân tệ, một bên phân phó nói. Bởi vì rượu nho trang viên quan hệ, su sần gì tại Palermo bến tàu khu liền có mấy cái kho hàng lớn tồn trữ rượu loại, thuận tiện vận chuyển. Biết rồi, thiếu gia. Cảm ơn thiếu gia. Những công nhân này sợ hãi rụt trè, nhưng thấy đến ngân tệ từng cái trong mắt đều tỏa ánh sáng, liên tục không ngừng đáp ứng, mặc dù quái vật rất nặng, nhưng là nơi này nhưng có 30, 40 người, đầy đủ kéo được động. Bất quá tại U phân phát cuối cùng mấy người lúc, có một mặt đầy râu gốc trả nam tử trung niên, nhìn thấy U tới vô cùng kích động, trực tiếp liền quỳ thỉnh cầu, cộng thêm lên án đạo. Chư thần ở trên, ít biết thiếu gia, ngài biết rõ đầu này ghê tẩm lục cá mập là ai đã giết sao ta muốn thật tốt cảm tạ hắn. Chính là nó giết chết phụ thân của ta, khi đó ta mới 15 tuổi. Dù sao Udi là cái thứ nhất phát hiện đầu này sa tích thú người. Udi quan sát được vừa rồi hắn vẫn tại nhìn chầm chầm sa tích thú, suy đoán hắn khả năng gặp qua, thấy hắn như thế, liền trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là giả vờ như một mặt yên lặng đạo. Ta cũng là mưa tạnh về sau, liền phát hiện đầu này quái vật mắc cạn ở trên bờ, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là cá voi đâu. Không nghĩ tới là đầu sa tích thú, nó ném đến bí pháp cửa hàng khả năng đáng giá không ít tiền đâu. Woody tận lực giả vờ như một cái hưng phấn nhặt được bảo vật con em quý tộc bộ dáng, đều không cần Angelina phụ họa, liền thành công đem bọn này công nhân bến tàu lừa gạt qua rồi. Thế là, Woody cũng ở đây tên khóc trồng ròng công nhân bên trong, biết rồi có quan hệ đầu này sa tích thú cố sự rất bài của quặng mỏ quái vật ăn người sự kiện, lại thêm bởi vì đương thời địa chấn, dẫn đến vốn là quặng mỏ đổ sụp, lại thêm yêu tinh hoang dã lăng yếu quái, tam trọng nguy hiểm bên dưới. Để đương thời tài nguyên khô kiệt, mấy năm liên tục bồi thường tiền huỳnh thạch mỏ trực tiếp vứt bỏ. Mà lại, Woody còn nghe được càng nhiều ngay lúc đó cố sự. Tỷ như, bởi vì công nhân chết đi tiền trợ cấp vấn đề, đương thời phụ trách quặng mỏ quý tộc, liên tục mở hái tạm lấy cùng nơi đó ở phòng ở đều không cần. Trực tiếp chạy trốn, thế là quảng mỏ quyền khai thác, liên thuận lý thành chương thế chấp cho nơi đó tòa thị chính. Lúc đó Palermo tòa thị chính cho ra phương án giải quyết chính là ai giải quyết trong hầm mỏ uy hiếp, mang theo xa tích thú thi thể quá khứ, ai liền có thể có được quảng mỏ quyền khai thác. Nhưng mà căn bản không ai tiếp cái này tất thua thiệt mua bán dù sao mời mạo hiểm giả đến chơi chết một đầu sa tích thú tốn hao cũng không thấp, lại thêm lăng yếu quái quỷ dị thân ảnh. Bởi vậy coi như qua nhiều năm, có không ít người muốn nếm thử, nhưng mỗi lần hai vấn đề này vừa ra, liền trực tiếp bóp tắt không ít người ý nghĩ. Xem ra còn lượng cái tiện nghi. Nghe đến mấy cái này về sau, không hiểu trên thân nhiều hơn một cái quặng mỏ quyền khai thác u đi âm thầm cảm thán. Bất quá hắn cũng không còn quên để ít điếc mã phu thông tri su sần gì tới, những chuyện này giao cho nàng đến giống như, nhất là thỏa đáng. Hắn tin tưởng, coi như cuối cùng hắn không thể cầm tới quặng mỏ quyền khai thác, gì cũng sẽ cho hắn tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Sa tích thú thân thể to lớn tại mười mấy người kéo lấy bên dưới, chậm rãi rời đi bãi cát. Mà Udi cùng Angelina thì xa xa rơi tại sau lưng, thẳng đến thuộc về ít điếc gia tộc mấy chiếc xe ngựa đến về sau, Udi mới lựa chọn dừng lại. Cái này dạng hẳn là liền ổn thỏa rồi bất quá xuống xe ngựa chính là Cromel. Tên này trang viên quản gia giờ phút này nhìn thấy đầu kia bị hơn 10 người kéo đi đi tới khổng lồ sa tích thú thân thể cũng là một mặt kinh ngạc, hắn vô ý thức tưởng rằng Udi gây nên. Dù sau mấy ngày nay, Alexer gia tộc thiếu gia biến hóa toàn bộ rượu nho trang viên đều tổng chỗ đều biết, có người nói hắn là vì tình gây thương tích mới biến hóa to lớn như thế. Nhưng nhìn thấy sa tích thú phần bụng to lớn miệng vết thương cùng vết cắn lúc, liền biết rõ vết thương trí mạng đến từ nơi này, bất quá nhìn thấy dạ dày một nơi không quá thu hút lỗ thủng lúc, con ngươi màu xám có chút co vào, bất quá hắn không có lắm miệng, mà là đi hướng đứng tại biên giới U đi, tiến lên chào hỏi. U đi thiếu gia, phu nhân đêm qua một đêm không ngủ, sợ dĩ không có quấy rầy nạn, bất quá việc này có thể giao cho ta làm. Ừm. Nghe Cromel cam đoan, đi vậy không chút nào cảm thấy có cái gì không đúng. Mặc dù không phải gì, nhưng Cromwell làm quản gia quả thật có thể ở một mức độ nào đó đại biểu ít đích gia tộc thương lượng. Công chứng xong, lưu lại cho ta gia ngoại của nó còn có phần đầu xương cốt cùng nội tạng, ta hữu dụng. Woody mục đích tới nơi này chính là bàn giao tính toán của mình, nhìn thấy Cromwell sau khi gật đầu mới cùng hắn cáo biệt. Hắn cũng không có theo sau dự định, dù sao, hắn cũng không có quên còn có cái sào huyệt ở dưới lòng đất chờ lấy hắn. Mà lại xa tích thú lâu như vậy không có đi Woody luôn cảm giác có chút địa phương không đúng chỗ nào, hắn dự định đi xuống xem một chút. Bất quá khi Woody trở lại động quật, cùng Angelina chuẩn bị mở đào sa tích thú đi lên đường hầm lúc. Số liệu bản bên trong xẹt qua một đầu nhắc nhở. Woody ấn mở. Sau đó một hàng số liệu hiển hiện. Bởi vì ngươi ở đây trên bờ biển phát hiện sa tích xác thú thể, ngươi thu được một điểm truyền thuyết độ thành ban truyền kỳ. Điều này cũng có thể. Wu Đi Thuận ấn mở, liền phát hiện nguyên bản số liệu cột bên dưới, lại thêm một hàng truyền thuyết độ. Sau đó ấn mở liền hiển hiện một hàng hoàn toàn mới số liệu. Bãi biển kỳ ngộ thành ban truyền kỳ. Thung lũng lịch năm 1191 trời đông chiên nguyệt, ba Vialo, vương quốc ven biển thành thị Palermo, tại không đội thuyền ra biển vận chuyển hải yêu nhật, người ở đây bãi biển cùng dân nghèo thiếu nữ tại bãi biển chơi đùa lúc, phát hiện mắc cạn đã tử vong xa tích thú đồng thời bởi vậy thu được khu dân nghèo Huỳnh Thạch Mỏ quyền khai thác. Trận này ly kỳ tao ngộ sẽ tại thương khách mạo hiểm giả trong miệng truyền xướng đến phụ cận vương quốc cùng thành bang. Tất cả mọi người biết rõ Palermo ra cái. Kẻ may mắn, dẫn đến không ít quý tộc vậy mang theo bản thân bạn gái ra ngoài chơi đùa, mưu toàn bắt chước bước tiến của ngươi, truyền thuyết độ ưu một, truyền thuyết độ qua tặng. Vận may của ngươi ưu một. Mặc dù chậm, nhưng vẫn là viết ra 6.000 chữ thiếu đổi mới chính ta ghi ở trong lòng, nói ra vậy làm người khó chịu, không có ý tứ A, à, đại gia, không làm được hứa hẹn sự tình. Ta hôm nay buổi chiều đặc biệt vội và nghĩ phát ra tới, nghĩ đúng giờ đổi mới, nhưng là ta phát hiện không có tồn cảo làm loại này vội và sống, là đặc biệt tổn thương chất lượng, mặc dù bây giờ chất lượng cũng không có gì đặc biệt, nhưng là các ngươi là tuyệt đối không muốn xem xuất bản lần đầu, ta dám đánh cược, hôm nay. Vừa xóa 4.000 chữ. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Kết tinh trùng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 85 Kết tinh trùng 2022 04 tác giả Thanh Tùng Thường Thanh chương 85 Kết tinh trùng, truyền thuyết độ là thánh giả bên trong một cái trọng yếu thuộc tính, bất quá đối với hiện tại vẹn vẹn cấp 4 liệt ma giả Udi mà nói, điểm này truyền thuyết độ tác dụng cũng không lớn thậm chí sẽ cho hắn mang đến phiền toái không cần thiết chân chính tạo tác dụng vẫn là chờ đến tiếng giai truyền kỳ về sau nhưng phía dưới quà tặng một điểm may mắn thuộc tính để u đi vô pháp bình tĩnh phải biết may mắn loại này thuộc tính mặc dù là nhìn không thấy sờ không được nhưng thiết thiết thực thực tồn tại tỷ như ngươi may mắn một điểm tại sòng bạc bên trong khả năng chính là so thông thường dân cờ bạc vận khí tốt chút coi như ngươi sử dụng chỉ dẫn tối đa cũng chính là mơ hồ loại bỏ một sai lầm đáp án, nhưng là nếu như ngươi may mắn 5 điểm, thậm chí 10 điểm về sau, đem có thể chỉ dẫn chính là có thể thắng tiền, thậm chí có thể biết được lớn nhất bội suất đặt cược địa điểm. Hắn đã từng gặp được một tên tín ngưỡng may mắn nữ sĩ Thái Ma kéo hang phơn người ngâm thơ trong, hắn đã từng thay may mắn nữ sĩ hoàn thành qua một cái cao giai nhiệm vụ, hắn cho ban ân chính là tám may mắn mà vị này người ngâm thơ trong player cũng không phụ may mắn nữ sĩ ban ân tại lần lượt trong mạo hiểm thời khắc ghi nhớ lấy nữ thần mục sư dạy bảo thời gian thực nắm chắc trước mắt chớp mắt là qua cơ hội không cần bởi vì khiếp đảm hoặc do dự mà đau mất cơ hội tốt vận may của hắn luôn có thể để hắn biến nguy thành an một đường trưởng thành đến truyền kỳ trong đó nổi danh nhất chính là hắn cầm một viên lóe sáng chiếc nhẫn hướng bọn hắn mạo hiểm lữ đồ cuối cùng bốt một đầu sắp nổi giận hồng long cầu hôn. Hắn may mắn thành công, sau đó nhánh kia hắn đương thời chỗ mạo hiểm tiểu đội, liền nhiều hơn một vị thứ thiệt hồng long đồng đội. Woody vẫn cảm thấy vận khí của mình rất hỏng bét, nếu như không phải bằng vào bản thân tích lũy được ưu thế, cùng mục tiêu rõ rệt lựa chọn, hắn nói không chừng sớm đã chết ở này ngày ban đêm ở trong. Mà điểm này may mắn, vừa vặn để hắn trò chuyện lấy an ủi hắn không cầu vận may có thể để cho hắn đụng tới một ít chuyện tốt, hắn chỉ cầu cái này nhiều một chút may mắn thuộc tính, có thể để cho trong minh minh vận rủi rời xa bản thân hắn liền đủ hài lòng. Hướng phương hướng nào? Woody thu hồi võng mạc bên trong ánh mắt, hướng trong động cuộc võ tăng thiếu nữ hỏi. Có thể lợi dụng điểm này truyền thuyết độ thời điểm còn cách hắn rất xa, hắn hiện tại cần làm chính là nắm chắc bây giờ, mà trước mắt sa tích thú sao huyệt chính là trước mắt công thành quan trọng nhất trước nghiêng đào 5 mét, sau đó lại thẳng tắp hướng phía dưới. Angelina nhắm hai mắt, nghiêm túc dùng khí tức đi thăm dò trước mắt cái này nhảy ra khỏi mới mẹ hát thổ hở ra mặt đất. Woody nghe xong cũng không có do dự, trực tiếp sử dụng găng tay bên trên kèm theo pháp thuật, bắt đầu đào một cái cung cấp dưới người làm được lòng đất thông đạo. Cứng trắng thổ địa trở nên như là đất cát, Woody hai tay đào vô cùng nhanh, cơ hồ không có phế công phu gì, liền đào ra một cái một người hố to. Bất quá tiếp theo liền không có nhanh như vậy, đào ra bùn đất cần sử dụng chiếc nhẫn đến vận chuyển. Bất quá Udi sớm thành thói quen. Đại khái nửa giờ sau, một mực ngăn cản tại Udi trước mặt bùn đất cuối cùng không còn, trước mặt xuất hiện một cái hình bầu dục hẹp dài hướng phía dưới hang đá. Udi vị trí hẳn là hang đá trên cùng, cũng là sa tích thú xuất phát tiến về bề mặt trái đất vị trí. Đến. Udi đối đằng sau đen như mực thông đạo hô, có Angelina trợ giúp hắn cơ hội không có đi cái gì đường quanh co, 100 mét không tới thông đạo, liền để hắn thành công đã tới mục tiêu lần này địa điểm. Sa tích thú sao huyệt. Cùng u đi trước đó đi hướng phố cũ dưới mặt đất quạng mỏ, cùng lòng đất hát nhai khác biệt, nơi này một chút vách đá so với những thứ khác huyệt động càng thêm bóng loáng vuông vức, phản phất bị người tỉ mỉ rèn luyện qua. Nhưng u đi biết rõ đây là sa tích thú di động thì da dẻ bài trừ bài tiết chất lỏng hòa tan thì lời mệ khang vách tường đưa đến, trình độ nào đó cùng tay hắn bộ pháp thuộc một dạng, hòa tan sau đó cho cố định. Trừ cái đó ra u còn nhìn thấy vách tường, mái vòng bên trên đều. Và lấy một chút đột xuất địa phương khối trạng kết tinh, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là huỳnh thạch. Sau lưng tiếng bước chân chợt truyền đến, rất nhanh chỗ góc cua, trường bào bao lấy thân hình võ tăng thiếu nữ xuất hiện ở u tầm mắt bên trong. Đi thôi. Nơi này hẳn là tại quặng mỏ dưới đấy. Từ đã biết bãi biển cửa vào so sánh khu dân nghèo phố cũ quặn mỏ cửa vào cao độ chênh lệch, lại thêm u một đường đào móc thì yên lặng tính toán, hắn có thể thông qua kinh nghiệm đạt được ra phân tích. U chỗ cửa hang cách mặt đất ước chừng có gạo đến cao, làm ngày xưa mạo hiểm tiểu đội tiên phong, hắn một cái tay chống đỡ mặt tường, một cái tay khác thì vô ý thức về sau với tới. Ngay tại hắn vừa mới ý thức được sau lưng không còn là những cái kia thể chất yếu đuối, cần bị người bảo vệ người thi pháp, mà là thân thể cường kiện đến khả năng so với hắn còn mạnh hơn võ tăng, muốn đem tay rút trở về lúc, một con mềm nhuận ấm áp tay liền nắm chặt rồi tay trái của hắn. Phải cẩn thận, ta cảm thấy nơi này tự hồ còn có những thứ khác đồ vật. Angelina bình tĩnh nhắc nhở âm thanh vừa đúng, lời của nàng vừa mới rơi xuống, phía dưới tịch mịch bên dưới hang động liền truyền đến thanh âm huyên náo, tự hồ có cái gì đồ vật đang di động. Ồ! Woody chợt vậy cảm ứng được cổ khí tức này, Hắn một bên nhanh chóng đem vỏ tăng thiếu nữ từ cửa hang tiếp xuống về sau, một cái tay khác liền đã nắm chặt rồi làm bằng thép trường kiếm chui kiếm. Theo lý mà nói, có sa tích thú địa phương sẽ rất ít có cái khác hung mạnh dưới mặt đất sinh vật, dù sao loại này kẻ săn mồi đối với mình lãnh địa đều là phá lệ nhìn trúng, trừ phi. Woody mang theo Angelina cẩn thận thuận vách đá hành lang đi về phía trước vào, trên đường có rất nhiều ló đầu ra địa phương khối thủy tinh thể, chỉ bất quá không có ánh sáng, không cách nào phân biệt ra màu sắc của nó. Rất nhanh tới khoảng cách nhất định về sau, Woody cảm giác vậy cảm thấy kia cổ đang di động sinh vật. Bất quá tâm linh cảm ứng để hắn càng thêm rõ ràng hiểu rõ đến đám kia sinh vật đại khái đặc thù. Khi nhìn đến hình dáng ngay lập tức, Woody nguyên bản hơi nhíu lông mày liền triệt để lỏng ra, ngược lại lộ ra mấy phần mừng rỡ. Bởi vì hắn biết rõ những này di động dưới mặt đất sinh vật là cái gì rồi. Không có việc gì, không cần lo lắng. Udi đối Angelina làm ra một cái nhường nạn an tâm đợi tại nguyên chỗ thủ thế, liền một thân một mình sợ đến một nơi động cuộc chỗ ngoặt biên giới, thò đầu ra. Theo bị vách đá che chắn tầm mắt biến mất, một nơi một nửa hồ lô thức động khang hiện ra tại Udi trước mắt, mà bên tai truyền đến sột sột sạc sạc bạo động cũng chính là từ nơi đó truyền đến. Rất nhanh, một con toàn thân từ khoáng thạch cùng kết tinh cấu thành, chó con lớn nhỏ tự nhiên nhận cùng bọ cạp kết hợp nguyên tố sinh vật xuất hiện ở u tầm mắt bên trong. Kết tinh trùng, thổ nguyên tố á loại, nhất giai. Khiêu chiến đẳng cấp, cá nhân đẳng cấp 2, có được loại linh năng năng lực. Tối cao thuộc tính 15 điểm, thấp nhất thuộc tính 6 điểm, tổng thuộc tính giá trị 55.65 điểm. Đặc thù sở trường. Tâm linh cảm ứng, tình trạng vỡ vụn. Khiêu chiến độ khó. E. Quả nhiên là bọn chúng. Nhìn xem cùng trong trí nhớ không khác nguyên tố sinh vật, Udi khóe miệng toét ra một cái đường cong, hắn còn đang suy nghĩ lấy vì cái gì xa tích thú năng ở nơi này nơi lòng đất chiếm lấy lâu như vậy, còn không rời đi, nguyên lai like tại chính mình trong sào huyệt nuôi như thế một đám gia hỏa. Trước mắt sinh vật tại Udi trong trí nhớ còn có rất nhiều tên khác. Tỷ như di động lòng đất bảo tàng, kim trùng. Đều không ngoại lệ, đều cùng giá trị móc nối bởi vì bản thân nó cấu thành chính là do ma pháp khoáng vật chỗ ấp trứng ra tới cỡ nhỏ nguyên tố sinh vật, chiến lợi phẩm chỉ có ma pháp khoáng vật. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Tiến vào sao huyệt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 86 Tiến vào sao huyệt 2022 04 -06 tác giả Thanh Tùng Thường Thanh chương 86 Tiến vào sao huyệt, nhưng chúng nó cùng dưới sa mạc đồng dạng mọc ra khoáng vật bảo thạch bỏ cánh cứng khác biệt. Bọn chúng trời sinh chính là đại lượng khoáng sản hình thành lúc, xác suất cực thấp bạn sinh sản phẩm, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó bọn chúng là khoáng thạch tài nguyên gieo hạt người. Bọn chúng không chỉ có thể đem thông thường nham thạch chuyển đổi khoáng hóa vật, cũng có thể đem trân quý khoáng vật ấp trứng trở thành đồng loại. Có thể nói, có bọn chúng, như vậy cái này quặng mỏ cũng không tồn tại triệt để khô kiệt khả năng. Nếu như để lên mấy trăm năm mặc kệ, phố cũ chỗ kia bỏ hoang quặng mỏ trên vách tường, sợ rằng sẽ như sau mưa cây nắm một dạng, lần nữa mọc đầy hình dạng khác nhau hình thoi thủy tinh thể. Woody quay đầu dùng thủ thế giao lưu, đem dừng lại tại nguyên chỗ Angelina gọi. Theo lý mà nói, Woody hiện tại thối lui, không kinh động bọn này kết tinh trùng đường cũ trở về, sau đó lại đem nơi này triệt để phong bế ở là phù hợp nhất hắn làm quặng mỏ quyền khai thác người sở hữu lợi ích lâu dài. Tại viên kia độc lập tại tinh giới bên trong màu đỏ tuệ tinh ảnh vang bên dưới, thế giới này sớm đã không có tương lai. Khác trạch mà cá. Mới là lúc này lựa chọn chính xác nhất. Angelina, ngươi cảm giác đến bên trong có mấy cái sinh vật sao? Woody một bên đem chính mình thân thể dung nhập ám ảnh, một bên thấp giọng nói. Để cho an toàn, Woody vẫn là càng thêm tin tưởng Angelina năng lực nhận biết, dù sao võ tăng khí tức tìm địch không phải thổi. Mà sở dĩ lựa chọn nói chuyện, thì là bởi vì kết tinh trùng làm linh năng sinh vật, đối tâm linh truyền lại phương diện phá lệ mẫn cảm, cùng nhân loại khác biệt, tận lực đè thấp thanh âm thường thường so linh năng càng không dễ bị bọn chúng phát giác. Ân. Ừ. Bên trái có một, dưới mặt đất có hai cái, bên trong có ba cái. Một hồi lâu, Võ tăng thiếu nữ mới đưa khí tức bắt được kết tinh trùng phương vị từng cái báo cho Udi. Tổng cộng 8 cái. Tận cùng bên trong nhất có sa tích thú khí tức, nó hẳn là trường kỳ ở bên trong từng lưu lại. Hừm, tốt, vậy ngươi ở chỗ này chờ, nếu có đồ vật muốn chạy trốn, ngươi giúp ta ngăn lại nó. Udi ghi lại phương vị về sau, một bên dặn dò võ tăng thiếu nữ, một bên tay trái pháp ấn đã sáng lên. Đêm tối che chở. Woody làm xong, liên tựa vào vách tường dần dần tới gần những cái kia đang bệ bộn lục tại chuyển đổi khoáng thạch kết tinh trùng, tiếng bước chân cùng tiếng hít thở hoàn toàn bị tìm hành trạng thái che giấu. Rất nhanh, một con chính ông một khối toái nham như là kiến hôi bận rộn kết tinh trùng xuất hiện ở Woody cách đó không xa vị trí. Woody có chút khống chế khoảng cách. 10 m 5 m Muốn đánh lén kết tinh trùng là không thể nào, bởi vì bọn chúng quanh thân linh năng 10 phần mẫn cảm, đi phải làm chính là hấp dẫn nó nhóm tới. Theo khoảng cách dần dần tới gần, đầu kia bọ cạp giống như kết tinh trùng rất nhanh phát hiện cái này kỳ quái hai chân sinh vật, lập tức buông xuống trong tay toái nham, giống linh cẩu một dạng, bỗng nhiên hướng Udi bên này tiến công tới. Kết tinh trùng huyết mạch trong trí nhớ cũng không sợ hãi nhân loại. Ngược lại bọn chúng thích tập kích trong lòng đất xuất hiện nhân loại, bởi vì bọn chúng đại đa số đều là thợ mỏ, thợ mỏ trên thân sẽ mang theo ra bọn chúng thích nhất sưu tập trân quý khoáng thạch. Bất quá đối mặt tấn mạnh đánh tới kết tinh trùng, U đi sắc mặt bên trên không có triển lộ ra chút nào kinh hoảng, tốc độ của nó thấp hơn nhiều chính mình. Duy nhất phải cẩn thận chính là kết tinh trùng cây kia răng cưa hình tinh trạng đuôi gai, bị nó chích một lần, mặc dù không có độc, nhưng là sẽ cho sinh vật thể nội rót vào có thể cùng huyết nhục cùng nhau ngưng kết khoáng vật độc tố, nếu như không có đạt được kịp thời trị liệu thể nội sẽ xuất hiện ngưng kết thành khối trạng khoáng thạch kết tinh, đến lúc đó muốn khôi phục nghịch chuyển, chỉ có đem tinh thạch đập nát, sau đó lợi dụng thần thuật lại tái sinh dài huyết nhục, loại kia quá trình. Đau đớn lại dài dằn dặc, hơn nữa còn đắt đỏ. Chủ yếu hắn phải nắm lấy thời cơ, một đau mất mạng. Bởi vì chỉ có cái này dạng tài năng tối đại hóa chiến lợi phẩm, dù sao nếu như kết tinh trùng trên người ngươi cảm nhận được nguy hiểm về sau, nó chọn trực tiếp tự bạo trên thân thể thủy tinh thể, đến lúc đó hắn cái gì đều lấy không được. Woody đương nhiên sẽ không cho mắt nhìn thuộc về mình bảo thạch vỡ vụn thành từng khối vô dụng vứt bỏ vật liệu. Hắn tới đây là kiếm tiền, không phải tới làm bại gia tử. Một cái nghiêng người tránh thoát kết tinh trùng tấn công, làm bằng thép trường kiếm lại ngăn trở nó duỗi tới đuôi gai, sau đó thừa dịp kết tinh trùng một cái không chú ý một cái khác đã nắm chặt trường nhận chủy thủ hung hăng hướng kết tinh trùng phần đuôi cùng thân thể chỗ kết hợp chém tới. Cái này một cái phổ thông chém thường phát huy hắn lực lượng lớn nhất. Kiếm thuật, trọng trảm. Kết rồi. Nương theo lấy hai tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, kết tinh trùng nháy mắt một phân thành hai, rơi tại u đi trước người chính là đã không động đậy được nửa tinh trạng cái đuôi, mà nơi xa bởi vì cái đuôi bỗng nhiên mất đi cân bằng ngã xuống đất bên trên thì là kết tinh trùng bất quá nó căn bản không có đứng dậy cơ hội, trong bóng tối một điểm hàng quan chật hiện. Sắt thép đúc liền trường kiếm mũi kiếm cũng đã đâm trúng kết tinh trùng hạch tâm chỗ phần đầu, nơi đó là kết tinh trùng trưởng khống thân thể linh năng vị trí hạch tâm. Kết tinh trùng nguyên bản một đôi muốn dơ lên công kích, tương tự mọc ra thủy tinh thể hai càng giờ phút này cũng liền giống sụp đổ kiến trúc, sụp đổ. Một hàng số liệu vậy lặng yên hiển hiện. Thu hoạch nhỏ nhặt không đáng kể 40 điểm kinh nghiệm. Woody đem trên mặt đất kết tinh trùng rơi xuống vật liệu ào ào nhặt lên, có chút tính ra một lần, trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn. Riêng này một con kết tinh trùng bên trên rơi xuống khoáng vật vật liệu, liền có thể mang đến cho hắn trên trăm kim tệ thu hoạch. Hắn còn làm xa tích thú nghèo đâu, nguyên bản có thể nhặt điểm nó góp nhặt một chút khoáng thạch hắn liền đủ hài lòng. Không nghĩ tới tốt còn tại phía sau. Dù sao đã từng sa tích thú đại danh từ chính là gân gà bởi vì bọn chúng sẽ ăn hết sở hữu có thể ăn đồ vật, có thể lưu lại cũng là một đống cho cặn. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là khô lâu soi gương, lời nói vô căn cứ. Bọn chúng nghèo cũng không đại biểu hắn vị này sa tích thú huynh đệ nghèo. Người với người đều là không giống, sa tích thú cùng sa tích thú tự nhiên cũng là không giống. Chống lại, cố hóa, cứng nhắc ấn tượng hành vi. Ta phải theo luật thôi. Woody một bên trong lòng yên lặng cảm tạ lấy vị kia xem chừng đã kéo đến nhà kho, chuẩn bị tháo thành tám khối sa tích thú huynh đệ. Một bên tiếp tục dựa theo Angelina chỉ dẫn vị trí, hướng ngay tại hoạt động kết tinh trùng tới gần. Bất quá nói thật, mang theo ngày xưa ký ức, khi dễ đã từng quái vật, vẫn là tại thuộc tính, hình thể nghiện ép tình huống dưới, là thật có chút không nói đạo lý. Rất nhanh, bọn này kết tinh trùng liền cho Udi từng cái dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại hồ lô đồng khang bên trong chiếm diện tích lớn nhất không gian, không có đi vào thăm dò. Bên trong ta không có cảm giác được bất cứ sinh vật nào. Angelina kinh dị nhìn xem Udi chiến đấu sau trên mặt đất ngã xuống kết tinh trùng thi thể, đồng thời nhẹ nói: Hừm, nơi này là nó ăn vị trí, mà nơi này mặc chính là nó bình thường nghỉ ngơi địa phương, quả nhiên rất xa tích thú." Udi đem cuối cùng một viên kết tinh trùng bên trên rơi xuống đặc chế huỳnh thạch sau khi bỏ vào trong túi dẫn đầu tiến vào cái này lòng đất động cuộc lớn nhất khang động, hắn nhẹ giọng cảm thán nói. Cái này khiến U đi trong lúc nhất thời có loại đi vào một vị nào đó ngoài ý muốn đột tử trạch nam phòng ngủ ảo giác, giá vu. Liền xem như tại hắc ám tầm nhìn bên trong. Woody cũng có thể cảm giác được rõ ràng phía trước động khang trên vách mượt mà bóng loáng, nguyên bản mặt đất bằng phẳng bên trên tất cả đều là to to nhỏ nhỏ các một hòn đá, hòn đá trong bóng đêm đồng dạng lộ ra bóng loáng trân bóng, đây là điển hình sa tích thú chỗ ở. Trên đất còn dính lấy khô cạn dịch nhần hòn đá cùng bóng loáng vách tường đều là nó hưng phấn thời gian bí chất lỏng đưa đến. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Bí môn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 87 Bí môn 2022 04 -06 tác giả Thanh Tùng Thường Thanh chương 87 Bí môn, sa tích thú loại ma pháp này sinh vật, trừ ăn lớn nhất niềm vui thú chính là giao phối. Nhưng mà đại bộ phận giống được sa tích thú cũng không nguyện ý chủ động đi ra ngoài tìm kiếm bên kia giống cái sa tích thú, trừ phi tại thay đổi lãnh địa thời điểm ngẫu nhiên gặp, bằng không, bọn chúng tình nguyện một mực ở tại một chỗ bất động, cho đến lần tiếp theo tuần hoàng đây cũng là vì cái gì u đi tới một mức độ nào đó cảm thấy bọn chúng cùng nhà ở trạch nam cũng không có khác biệt nguyên nhân đừng lộn xộn đây là sa tích thú bài tiết chất lỏng lên thôi tình tác dụng gờ rây cùng lòng đất rau thỉnh thoảng sẽ dùng để chế thuốc mê u đi một bên căn dặn một bên hướng phía một chỗ khác hòn đá ít vị trí tiến đến bình thường mà nói sa tích thú sẽ đem không dùng được tạp vật cùng không cần đồ vật chất đóng trong góc dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng u đi tránh được đám kia đóng loạn thạch, sau đó từ một nơi ít nhất loạn thạch phân bố khu vực chỗ, bắt đầu lục soát. Rất nhanh, hắn tìm được một cái xếp thành núi nhỏ đóng đồ lộn xộn. U đi không nói hai lời liền tiến lên tìm kiếm. Củ nát da lông. Đứt gãy chất gỗ vàng khung. A à, còn có lưới đánh cá. Đây là cái gì? Woody sờ lấy một khối vào tay lạnh buốt, có chút có chút sức nặng lại lớn bỗng trạng vật thể, có chút kỳ quái nhưng rất nhanh liền không còn kỳ quái, làm vải rách sốc lên, hắn liền đem bổng trạng vật nhét trở về cổ kia thất linh bác lạc loại người khung xương trong đống. Một cây không biết ai xương cốt. Woody lại càng kỳ quái. Bởi vì hai cốt tại cường đại quái vật trong sao huyệt không thể bình thường hơn được, nhưng là tại sa tích thú sao huyệt rất không bình thường. Bởi vì sa tích thú sẽ ăn hết hết thảy có thể ăn đồ vật, giống nhân loại hài cốt đối với nó mà nói, cùng nhân loại ăn cộng khoai tây một dạng, coi như một bữa không ăn xong bữa sau làm điểm tâm cũng là có thể huống chi nó ăn hết không có nhã xương thói quen bất quá vừa rồi bỗng trạng vật thô to cùng dày đặc còn có phía trên tảng ra tâm linh cảm có phản hồi khí tức để hắn nghĩ tới một cái khả năng đó chính là những này cũng không phải là nhân loại hài cốt mà là ở tại lòng đất bị đoạt tâm ma chỗ tra tấn sinh ra linh năng g rây bởi vì sa tích thú duy nhất không ăn loại thịt có hai loại một loại tinh linh, còn một loại chính là đuốc. Cái trước nghe nói là bởi vì sáng tạo sa tích thú thần bí pháp sư hướng bên trong tăng thêm tinh linh ma pháp, cái sau thì là bởi vì đuốc nhục thể tỏa ra khí tức tự hồ cùng bọn chúng phân và nước tiểu tương tự. Xem ra là cái kẻ xui xẻo. Theo lý mà nói đuốc, nhất là Grey đuốc đối phó sa tích thú kinh nghiệm xa xa so nhân loại muốn phong phú hơn nhiều. Dù sao bọn hắn lâu dài cùng loại này du hành trên mặt đất tầng bên trong quái vật liên hệ, có chút gờ rây đút quặng mỏ thậm chí sẽ chủ động nuôi cầm tù một đầu sa tích thú, dùng cái này đến lẫn tránh cái khác sa tích thú ngộ nhập bọn họ quặng mỏ. Bất quá theo Udi tiếp tục tìm kiếm, hắn phát hiện kẻ xui xẻo số lượng có lẽ có điểm nhiều. Tỉ Mỹ đếm xem lại có bảy tám bộ nhiều, cái này theo lý mà nói đừng nói sa tích thú giết bọn họ, trái lại bảo chủ y sa tích thú cũng không phải không có khả năng. Dù sao đuốc là trời sinh chiến sĩ cùng thợ rèn, siêu phàm lực lượng cùng thể chất đối với bọn hắn mà nói, cũng không khó làm được, tắm rửa mo la điên thần ân sinh ra đút thậm chí có thể làm đến sau khi thành niên không cần rèn luyện, thể chất cùng lực lượng liền có thể song song đạt tới 20 điểm trở lên. Huống chi Grey Đuốc đã từng làm đoạt tâm ma nô lệ, tại bọn hắn chủ nhân đời trước ban ân bên dưới chuyển thành tân sinh linh năng chủng tộc, trời sinh cụ bị biến cự thuật cùng ẩn hình thuộc cơ hồ có thể để bọn hắn ứng đối lòng đất đại bộ phận phổ thông tao ngộ. Đây không có khả năng A. À. Mà lại nếu có Grey bộ lạc ở đây, không có khả năng để sa tích thú như thế hung hăng ngang ngược, trừ phi. Grey bộ lạc đã không còn. Mặc dù Udi ở kiếp trước tại Palermo cũng không còn nghe nói qua phụ cận có cái gì địa để di tích, nơi này chỉ có cho tàn cùng phế tích. Nhưng hắn trong đầu mỗi lần nghĩ đến lòng đất, đều sẽ vô ý thức xẹt qua tên kia ra một sư thân ảnh. Rao cùng Grey quan hệ trong đó nhưng không có như vậy hòa thuận, lòng đất tài nguyên xa xa không có mặt đất thiếu thốn, một nơi u ám địa vực bên trong, cả hai lẫn nhau chém giết là chuyện thường xảy ra. Nếu như là mới tới Rao đem Grey bộ lạc đuổi tận giết tuyệt, đây hết thảy liền vuốt lưu loát rồi. Làm chiến bại người trốn yêu yêu, cuối cùng tại sức cùng lực kiệt thì gặp sớm đã trình mò thật lâu lòng đất loại săn mồi, xa tích thú, kết cục rõ ràng. Woody mang theo nặng nề tâm tình lật xem đóng rác. Nếu thật là như hắn suy nghĩ, khi rau cường đại như thế, đem một cái nguyên bản chiếm lấy trong lòng đất bộ lạc sạch sẽ giết tuyệt, như vậy phía sau lực lượng khẳng định không chỉ bên ngoài điểm kia. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mình đã đào thoát rau tinh linh tầm mắt, hiện tại chỉ cần làm từng bước, cùng dì Velando các nàng cùng nhau rời đi Palermo là được. Đến như Angelina, nàng ngược lại là có thể tiếp tục ở lại đây từ ở kiếp trước đến xem, đám kia rao hẳn là nhằm vào chính là từng cái thành phố quý tộc giai tầng, bởi vậy thượng tầng gió ba vân tuôn ra phải cùng hạ tầng vấn đề không lớn. Bất quá, đến lúc đó hỏi lại hỏi nàng có đi hay không đi. Vu đi quảng đi tạp niệm, tiếp tục tìm kiếm. Nhưng mà đống đồ lộn xộn đã bị U đi lật cả đáy lên trời, hắn phát hiện đầu này xa tích thú cũng thật là lưu lại một đống tạp vật, một cái dùng tới được cũng không có, hơi giá trị ít tiền trang bị cũng không có. Bất quá cũng là, sa tích thú làm ma pháp thú đều có phân biệt ma pháp khí tức vật phẩm nhạy cảm sức quan sát, coi như chán ghét gờ ray đút, chán ghét trên người của hắn mùi, cũng sẽ không đem trân quý như thế ma pháp kỳ vật cùng nhau rơi vào nơi đó. Mau đến xem. Đúng lúc này, Woody bên tai truyền đến Angelina la lên. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, liền phát hiện võ tăng thiếu nữ chẳng biết lúc nào chạy tới cùng nàng tương đối vị trí một chỗ khác. Cái gì đồ vật? Woody vỗ vỗ trên thân dính liền cho bụi, đứng dậy đi tới, liền phát hiện Angelina lúc này chính chỉ vào một mặt vách tường tò mò hỏi. Nhìn phía trên này giống như trước kia có đồ án, mà lại nơi này giống như trước kia có tòa pho tượng. Hắn trông đi qua, phát hiện nguyên bản cái khác mượt mà bóng loáng trên mặt tường quả nhiên còn càng chưa từng mài mòn xong phù điêu vết tích, cùng tại trang viên tầng hầm ngầm cái kia một nát mẫu thụ phù điêu cùng loại, bất quá cái này phù điêu so với kia cái nhỏ nhiều miễn cưỡng có thể nhận ra là một nhân vật, nhưng là bộ dáng đã bị hữu thực, nhưng là u hay là có thế từ còn chưa làm hao mòn ngực lưu lại mũi tên gãy huy hiệu nhận ra đây là thuộc về vị nào thần linh. Gray chi thần, lang thang đút thủ hộ giả, đu ra cách, cũng là hắn đem Gray từ đoạt tâm mà khống chế thoát khỏi ra tới, một lần nữa thu hoạch được thân tự do. Mà vốn là pho tượng cái bệ, vậy lấy đất ngọn nguồn ngữ còn có đút ngữ viết lấy như thế một hàng chữ khẩn cầu thủ hộ sở hữu Grey Đúc Chủ, đi ở hoang dã khư bên trong thủ hộ giả, mời ngài chúc phúc đá xám bên trong con dân, to Dumba, xem ra hẳn là giống một cái Grey Đúc tế tự nơi chốn. Woody dự định tiến lên quan sát, tìm tòi một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới điểm manh mối. Bất quá theo Woody tìm tòi, hắn phát hiện một cái ẩn vào cái bệ cơ quan. Woody vận động, sau đó... Đại môn mở ra thanh âm từ phía sau truyền đến bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Rời đi Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 88 Rời đi 2022-04-07 tác giả Thanh Tùng Thường Thanh chương 88 Rời đi nơi này thế mà ẩn giấu một cánh cửa Woody cùng Angelina cũng không khỏi đưa ánh mắt về phía phát ra âm thanh vị trí chỉ thấy một khối dẹp hình cự thạch chính chậm rãi hướng vào phía trong thôi động, lộ ra một cái cao 3 mét, rộng 5 mét cánh cửa hình vòm trụ. Tương đối xa tích thú cái này sao huyệt cao độ cùng độ rộng, cái này mới mở ra cánh cửa lệch thấp lại hẹp, từng cây lăng hình lập trụ một mực đặt trước tại động quật tả hữu bên trong ba cái phương vị, đồng thời cách mỗi 5 mét liền sẽ có một đạo mới hình thoi lập trụ, một mực đem điều này cửa hang chèo chống. Có mới thông đạo. Angelina hơi có chút ngạc nhiên nhìn qua Udi, muốn nhìn hắn bước kế tiếp làm thế nào, đồng thời cũng đã làm xong tiến vào mới thông đạo dự định. Mà Udi cũng không có ngay lập tức tiến vào, dưới đất trong mạo hiểm, tùy tiện tiến vào người khác xây dựng hành lang là tối kỵ, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết chỗ này thông đạo xuống đến cùng chôn giấu cái gì đồ vật, có khả năng con đường này chính là một con đường không có lối về. Bởi vậy tại không có xác thực nắm chắc, cùng chạy trốn thủ đoạn trước, đi chắc là sẽ không tùy tiện tiến vào thông đạo dưới lòng đất mạo hiểm. Bất quá đứng tại cửa quan sát một chút, vẫn là có thể, hình lăng trụ phong cách rất giống Grey thủ bút, dày đặc phát nặng, lại thêm mỗi một chỗ hình lăng trụ bên trên đều có khắc họa mũi tên gãy thần huy, đây là Grey chi thần đu ra nghiên cứu huy hiệu. Đầu này hành lang hẳn là Grey dùng để tiến về phía sau mình chỗ này đổ ghê ra pho tượng chỗ tu đích đạo đường. Bất quá bằng vào những này cũng không thể nắp hầm kết luận bất quá ngay tại Udi dự định trước đóng cửa lại chờ sau đó lần mang làm tốt vật cùng quyển trục về sau lại tới nơi này tìm tòi hư thực lúc hắn giống như mới vừa từ cái nào đó góc độ nhìn thấy vách đá sau lưng có một đoạn bóng người hình dáng u vội vàng trở về góc độ vị trí tập trung nhìn vào lại là cùng đống đồ lộn xộn người lùn kia thi cốt linh kiện một dạng đuốc thi hài bất quá so trước đó đều muốn hoàn chỉnh cổ kia đuốc thi hài xương cốt thô to mà lại trên thân còn mặc hoàn chỉnh quần áo, bất quá giáp da cùng quần, trên mũ đều rơi đầy tro bụi, hiển nhiên đã không nhúc nhích rất lâu rồi. Woody mắt liếc một cái khoảng cách, cảm giác có thể thử một chút. Thế là Angelina liền nhìn thấy, Woody cũng không có lựa chọn tiến vào, mà là đứng tại cổng đất trống, từ thứ nguyên trong giới chỉ lấy ra một cây thật dài dây thường bộ, cách hành lang cửa vào ước chừng 10 mét vị trí, bắt đầu rồi rất dài bộ vòng kiếp sống. Bên trong rất nguy hiểm sao? nhìn xem u không thể bộ bên trong cổ kia thi hài đỉnh đầu lại lần nữa thu dây một lần nữa ném ném dáng vẻ angelina nhìn xem hơi nghi hoặc một chút đồng thời cũng có chút lo lắng không biết bất quá vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng ngươi vậy cách xa một chút u một bên thu dây một bên ngắm nhìn cổ kia thi hài trên người quần áo kia luôn cảm giác gian kia phế phẩm áo khoác trong có chút trống tựa hồ có đồ vật ước chừng ba phút sau Woody đi một lần tin chuẩn đường công ném ném, cuối cùng bộ đến câu kia thi hài nửa cái bả vai, cầm dây trói thành công thể vào xương sườn khe hở bên trong. Nắm chặt, kéo động. Theo nhỏ xíu lâu nhà thanh âm, cổ kia đuốc thi hài tại U đi cẩn thận từng ly từng tí kéo động bên dưới, chậm rãi rời đi cửa hang vị trí. Tại đêm cổ kia mặc quần áo thi hài xê dịch đến một nơi đất trống, U đi liền tiến lên xoay tròn chốt mở lúc đầu pho tượng bên dưới chốt mở nương theo lấy lại lần nữa móc cài âm thanh. Nguyên bản mở ra cửa hang cự cử thạch lại lần nữa khép lại, lại biến thành nguyên lai like kia phen bộ dáng. Woody lúc này mới trở lại cổ kia đút thi hài vị trí, bắt đầu dùng thân kiếm ở bộ này trên thi thể tìm kiếm, quả nhiên từ bộ xương khô kia mặt trên người áo khoác bên trong, tìm được một cái có chút hẹp lại dài, màu nâu trang bị laptop. Nhìn loại hình tự hồ là chuyên môn dùng cho đút ghi chép, thuận tiện một tay cầm nắm. Angelina cũng tò mò tới xem xét, nhưng mà lật ra tờ thứ nhất, chính là rậm rạp chằng chịt đuốc ngữ, coi như Udi đã từng đối đuốc ngữ có được ký ức, nhưng cũng là tại hệ thống dưới sự giúp đỡ bị động lý giải. Giống trước đó đổ gây ra pho tượng cái bệ câu nói kia vẫn là hắn tại u ám địa vực mạo hiểm lúc, đuốc bằng hữu cùng hắn nói, hắn mới ký ức khắc sâu. Bất quá cũng không còn sự, mang theo cái này laptop đi bí pháp cửa hàng mua một tấm thông hiểu ngôn ngữ, lâm thời quyển trục, hẳn là có thể xem hiểu bản bút ký này vốn rồi. Woody cũng không bối rối, cất kỹ laptop về sau, hắn lại tại trên khối thi thể này lục soát chút, phát hiện trừ tay phải cầm một cái đã bỏ hoang mũi tên gãy thần huy bên ngoài liền không còn gì khác. Xem ra như cái đu ra nghiên cứu mục sư. Woody một bên ở trong lòng suy đoán, một bên đem cổ này thi cốt di động đến lúc trước đóng đồ lộn xộn, để hắn cùng hắn đuốc huynh để lần này vĩnh viễn cùng một chỗ. Đi thôi chúng ta trở về thu thập xong đây hết thảy về sau hắn đối một bên đang tò mò quan sát bốn phía angelina nói Hưng, tốt angelina tự nhiên không có ý kiến gì nàng hôm nay lần này dưới mặt đất hành trình cộng thêm bãi biển chiến đấu đã để nàng thể nghiệm đủ mạo hiểm hành trình đối với lại thám hiểm xuống dưới nàng càng có khuynh hướng u đi nói chỉnh đốn một lần chuẩn bị sẵn sàng lại xuống đến thám hiểm cũng không muộn dù sao chỗ này thông đạo ngay ở chỗ này. Lần nữa trở về mặt đất tốn hao thời gian so với trong tưởng tượng muốn ít, chỉ ít tại tối tâm không ánh mặt trời dưới mặt đất, lần nữa nhìn thấy mặt đất mây đen lộ ra quang lúc, vẫn là rất có loại chạy thoát ảo giác, giá vu. Mưa đã triệt để ngừng, sóng gió vậy tạm nghỉ, bất quá một tầng sương mù nồng nặc lại lần nữa bao phủ tại dần dần bình tĩnh ngang buồn biển bên trên. Ngày mai chúng ta bắt đầu huấn luyện đi tại biết được Angelina cái kia thần bí lang thang võ tăng đại sư về sau, Woody dự định trước hết để cho nàng nắm giữ như thế nào nhanh chóng huấn luyện được tâm như nước lặng, khắc chế thú tính. Đương nhiên, cũng được bắt đầu luyện chế mạo hiểm dùng ma dược. Bất kể là tái sinh chi huyết vẫn là mắt mèo dược thủy, hoặc là kê xà thú cơn giận, đều là có thể để cho liệt ma giả trong chiến đấu trống rỗng gia tăng các phương diện năng lực hữu hiệu dược thủy. Mà chỗ này dưới mặt đất đốt thông đạo vẫn là đi xem một chút bí pháp cửa hàng xử lý kết tinh trùng sản phẩm về sau Cầm thông hiểu ngôn ngữ quyển trục có thể phiên dịch ra cái gì lại đi quyết định đi Nếu như chỉ là đơn giản nhật ký Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lời nói Woody cũng không muốn lại phế quá nhiều công phu Lại xuống một chuyến lòng đất rồi Thời gian cấp cho hắn kỳ thật cũng không nhiều Hừm, tốt Angelina tự nhiên cầu còn không được nếu như không phải ban đêm nội tâm của nàng dục vọng cần phải đi trong nước biển tỉnh táo, nàng thậm chí đều muốn ban đêm liền bắt đầu huấn luyện. Woody cùng Angelina ước định cẩn thận ngày thứ hai thời gian gặp mặt sau. Hắn chỉ có một người đi đầu về thành. Mà hắn chuyến thứ nhất mục tiêu, chính là tiến về khu thương mại tiệm thợ rèn. Hắn được đem thanh này hư hao bí ngân thứ kiếm giao cho Wagner để hắn nấu lại tái tạo, sau đó lại đem siêu phàm vật liệu sang sẽ đến còn chưa rèn đúc tốt khúc trong kiếm tại thánh giả bên trong, nhất giai siêu phàm vũ khí cũng không cần quá mức cao siêu thợ rèn tay nghề, nó yêu cầu duy nhất, chính là vật liệu. Không có vật liệu, muốn rèn đúc ra một thanh hợp cách nhất giai siêu phàm vũ khí, khó như lên trời. Nhưng là có vật liệu, chỉ có là một hơi thuần thục thợ rèn, liền có thể làm được. Nguyên bản UD là nghĩ đến làm tiện tay chế thức khúc kiếm là được, nhưng là Angelina thịnh tình đưa tiễn, lại thêm hôm nay thu hoạch, để UD quyết định đụng một cái. Bởi vậy, vừa tới tiệm thợ rèn, Woody nói rõ với Wagner ý đồ đến về sau, lúc trở ra, trên tay hắn liền nhiều hơn một trương dùng cho rèn đúc siêu phạm vũ khí cần thiết tài liệu danh sách. Lần này hắn lên đường mục tiêu, là một chỗ khác khu phố bí pháp cửa hàng. Có tính không bốn canh. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 Không bớt lo bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 89 không bớt lo 2022 04 07 tác giả thanh tùng thường thanh chương 89 không bớt lo lần nữa đến chỗ kia ở vào thiên tháp hội thuộc hạ bí pháp cửa hàng lúc như trước vẫn là tấm kia biết nói chuyện hoạt hóa cánh cửa bất quá lần này nó nhận ra u đi ha ha nhỏ vơ ngươi khách hàng lớn đến rồi Chúc một ngày tốt lành, người lữ hành. Cái này phiến chất gỗ cánh cửa một gương mặt đối bên trong kích qua kêu to, vừa hướng u vô cùng cung kính. Hoặc hóa bí môn tính cách luôn luôn thiên kỳ cổ quái, u vậy không ngần ngại chút nào, thản nhiên bước chân vào bí môn bước vào cánh cửa. Hôm nay người lữ hành cửa hàng sinh ý tự hồ không sai, mấy cái tiểu đội cùng cá nhân đều vây quanh ở trước quầy, hoặc ngồi hoặc đứng, u tiến vào không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, hắn trang phục thợ săn đã đổi lại một bộ mới tinh, duy nhất đáng chú ý bất quá là che mắt băng gấm để hắn trống rỗng thêm ra một vệt khí tức thần bí, nhưng là đối với vào nam ra bắt mạo hiểm giả mà nói, bịt mắt người cũng không tính thần kỳ, giống như vậy còn có rất nhiều, thậm chí cùng tình cờ một chút. Bán tinh linh đồng đội tổ đội lúc, ngươi còn phải quen thuộc hắn thân thể đường hoàng trần trụi. Chờ một hồi lâu, Verseca mới từ đóng người bên trong giải phóng ra ngoài, bất quá hắn lúc này vẫn như của một bộ tao nhã lễ độ bộ dáng. Pháp sư học đồ trên tay bưng lấy một cái chuyên môn dùng để chứa thuốc nước hộp gỗ, hộp gỗ đã trống rỗng rồi hơn phân nửa, chỉ có đơn độc mấy cái trong góc cô đơn lệ chiếc. Úc, tôn kính các hạ, buổi chiều tốt, đã lâu không gặp. Verseca giờ phút này chính nhất mặt ý cười từ quầy hàng bên kia đi tới u đi trước mặt, đối trước mắt khách hàng lớn hô. Làm ăn khá khẩm nha, ta muốn bán ra điểm vật liệu thuận tiện từ nơi này mua chút đồ vật. Đây là hắc ám tầm nhìn, dược thủy. đi thấy được Verseca trên tay bưng lấy thuốc thử, nhàn sắc màu sắc còn có tiểu xảo thân bình không một không chứng minh là hắn làm player mạo hiểm thời kỳ, thường xuyên cần dự bị dược thủy. Đúng vậy a, à, các hạ, chính là hắc ám tầm nhìn dược thủy, hôm nay rất nhiều người đều tới mua, hải yêu ngày sắp trôi qua, rất nhiều xe đội đã chuẩn bị lên đường rồi. Pháp sư học đồ một bên thả ra trong tay đã trống rỗng rồi một nửa thuốc thử hộp, sau đó tiếp nhận u đưa cho hắn danh sách, lại nhại giải thích lấy. Đương nhiên hắn cũng không cho rằng u lại không biết. Nhưng là u cũng không phải là bởi vì cái này, mà là 17 điểm cảm giác để hắn tại tiến đến không bao lâu, cũng rất dễ dàng nghe tới đám kia mua hắc ám tầm nhìn dược thủy mạo hiểm giả trò chuyện từ mấu chốt. Rao. Muốn ta nói, chúng ta bây giờ nên xuất phát không phải đầu công đều muốn bị liệt hỏa đám người kia đoạt. mô thuộc về Nam Bắc Thương Lộ cần phải trải qua một hoàng, còn có thể thông qua nơi này, tiến về vắt ngang Nam Bắc Nguyệt Nha dãy núi, mạo hiểm giả ở đây cũng không tính hiếm thấy, bí pháp trong cửa hàng, trong đó một chi chính chờ xuất phát mạo hiểm trong tiểu đội, một cái cường tráng cổng một thanh cử kiếm đại hán ngay tại hết lên, hắn giọng lớn đến u đi cảm giác coi như lại cách gấp đôi khoảng cách, cũng có thể rõ ràng nghe tới lời hắn nói. Nói nhỏ chút còn có run chúng ta tại làm chuẩn bị không có chuẩn bị mạo hiểm là cực kỳ không chịu trách nhiệm mạo hiểm giả trong đội ngũ một tên cổng cung tiễn chính cho mình đai lưng lắp đặt vừa mới cầm tới tay hắc ám tầm nhìn dược thủy nữ tính du hiệp bất đắc dĩ nói nhưng ta cũng không nói không cần mua đồ vật ta chỉ là cảm thấy hiện tại xuất thủ có thể cầm súng càng nhiều khen thưởng phải biết một cái rau thủ cấp đám kia thực nhân ngư một dạng quý tộc vậy mà chịu mở ra một người 100 kim tệ giá cao. Nhưng so với ta dùng tiểu đao cắt xài lan nhân lỗ tai có lời nhiều. Vị này tên gọi rung tráng hán mặc dù nhỏ thanh minh giải, nhưng vẫn là đủ để hấp dẫn toàn bộ đại sảnh ánh mắt. Cùng ngươi ra tới thật sự là xui xẻo. Đi thôi đi thôi. Có người hay không nói cho ngươi, nghỉ ngơi cũng là chuẩn bị một hoàng. Không hài lòng ngươi có thể cùng đội trưởng hoặc là Camilena tiểu thư nói sắp xếp gọn dược thủy nữ tính du hiệp lôi lôi kéo kéo mới đưa tên này cường tráng đại hán từ trong đại sảnh đi ra mà u đi ánh mắt vậy theo bọn hắn bóng lưng đi xa mà thu hồi rải rác vài câu hắn đã biết rõ một chút tin tức mục tiêu của bọn hắn là rau hơn nữa thoạt nhìn là có ủy thác điều này có ý vị gì thành bên trong phát hiện rau rồi vẫn là hắn lá thư này có hiệu quả rồi mà lại từ quý tộc treo thưởng đến xem hiển nhiên giả mạo quý tộc sự tình bị phát hiện. Woody một bên mặt không đổi sắc nhìn chằm chầm trước mắt Pháp sư học đồ đối với hắn chiến lợi phẩm tiến hành phán đoán, một bên lỗ tai có chút dựng thẳng lên, ý đồ từ tiếp tục người nói chuyện bên trong phân tích trước mắt thành bên trong tình trạng. Hắn có nghĩ qua đau sẽ bại lộ, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Bất quá còn lại mạo hiểm giả trò chuyện phần lớn dừng bước tại rao số lượng cùng thực lực cùng hoàn thành nhiệm vụ cầm tới ban thưởng đi làm cái gì? Đối với sự kiện nguyên nhân gây ra cùng trải qua nhưng lời nói lại chỗ này không rõ. Nhìn xem cái khác mạo hiểm tiểu đội rời đi bóng lưng, Buddy có thể làm cũng chỉ là yên lặng cầu nguyện bọn hắn không nên gặp phải rao. Tại nơi nào đó Bubera hoặc là cẩu đầu nhân đào ra trong lòng đất đi dạo lạc đường hẳn là bọn hắn kết cục tốt nhất, bọn hắn thực lực so sánh lên nhóm đầu tiên thế nhưng là kém cỏi không ít rào trong lòng đất cũng không phải trong rừng rậm con thỏ, bắt đến nhậm chiếc ngươi xâm lược. Có đôi khi thợ săn cùng con mồi thân phận chuyển biến, thường thường ngay tại một ý niệm. Lúc này, bí pháp cửa hàng nhân viên cửa hàng Verseca đã tháo xuống giám định con mắt, một mặt mỉm cười nói với Udi. Các hạ, những này đặc chế huỳnh thạch mảnh vỡ, to to nhỏ nhỏ tổng cộng 2.150 kim tệ, ngài trên danh sách vật liệu nếu như toàn bộ mua, chỉ cần 1.500 kim tệ là được rồi nghe thấy cái giá cả, mặc dù trong lòng đã có đoán trước, Woody vẫn là không nhìn được liếu lưỡi. Bất quá chế tạo cùng mua thành phẩm, vốn là không thể so sánh nổi, huống chi khúc kiếm giá cả cùng cùng đẳng cấp đại kiếm, loan đao không sai biệt lắm, nếu như là chủy thủ ngược lại là có thể tiện nghi không ít, bất quá loại kia vũ khí nhiều nhất làm thay thế tuyển hạn, có tốt hơn tự nhiên là kéo căng. Được thôi, đều chuẩn bị cho ta tốt, thuận tiện ta còn muốn một tấm thông hiểu ngôn ngữ quyển trục tốt nhất xác định là có được lòng đất ngữ pháp sư ghi chép đây đều là không có khả năng thay thế hoặc là vì tiết kiệm tiền tiêu tốn thời gian hoặc là tiết kiệm thời gian dùng nhiều ít tiền theo u đi hai cái này đều có thể lựa chọn chỉ bất quá bây giờ thời gian so tiền tài trọng yếu hơn một chút còn dư lại ta cũng không vội vã lấy ta hai ngày nữa còn muốn tại ngươi nơi này thuê các ngươi một gian pháp sư phòng thí nghiệm thời gian đại khái nửa ngày đi đi nghĩ đến xem chừng đã vận chuyển đến rượu nho trang viên sa tích đầu thú xương, còn có tấm kia sa tích thú nguyên gia. Được rồi, các hạ, ta đây liền vì ngại đi chuẩn bị. Nghe tới Udi bàn giao, Verseka tiếu dung càng thêm sáng sủa, dù sao tương đối phục vụ đám kia bán ra giá bán chỉ có 5.10 cái kim tệ dược thủy đều muốn cùng hắn co kè mặt cả mạo hiểm giả, trước mắt khách nhân hiển nhiên càng thêm đáng giá đi giao lưu. Đúng, ta nghe bọn hắn nói rao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quý tộc treo thưởng, thành bên trong có cái nào đại nhân bị rau tinh linh cho tổn thương rồi? Woody nhìn xem tại vật liệu tủ trước bận rộn pháp sư học đồ, tìm một cơ hội, bắt đầu bắt chuyện lên, tương đối mạo hiểm giả, pháp sư học đồ tiếp thu được tin tức khả năng sau bọn hắn càng nhiều hơn một chút. Từ, không phải liền là đám kia tạc tâm bất tử rau tinh linh, còn muốn mưu toan trốn ở phía sau màn điều khiển cả tòa thành thị, Bất quá bị rạng đông thần điện gơ queo tế tự phát hiện, sở dĩ hiện tại đám kia phát hiện người nhà đều bị thay thế các quý tộc đều bị chọc tức, mỗi người đều xuất ra một bút phong phú tiền thù lao, nói muốn thuê cao giai mạo hiểm giả, đến tiêu diệt rau tinh linh bộ lạc. Rieser bá tước càng là mở ra một cái rau đầu lâu 100 kim tệ giá cao, nghe nói nổi danh rau chính là khi hắn tình nhân dinh thự bên trong phát hiện. verseka một bên cầm vật liệu, một bên cho Udi kể hắn biết trải rác tin tức. Woody ngay từ đầu còn nghe được say sưa ngon lành, thẳng đến Verseka tràn đầy tán thưởng giảng đạo. Ai, vẫn là nhờ có chúng ta Palermo, rượu ngon hoàng hậu, không có nàng hiệp trợ phát hiện, nói không chính xác đều không phát hiện được những cái kia trốn ở trong bóng tối rao. Rượu ngon hoàng hậu. Woody nội tâm đột nhiên giật mình. Đúng a, à, ngươi không biết sao. Chính là Susan, tít đít, rượu nho trang viên chủ nhân. Có đúng không, tốt a, à, ta tới Palermo không đến bao lâu. Ai, ta cũng không còn đến bao lâu, nhưng là ít đích gia tộc, ta thế nhưng là tỉ mỉ nghiên cứu qua, 10 năm này từ công huân quý tộc đến thương nghiệp quý tộc chuyển đổi, cũng không phải bình thường người có thể làm đến, sau lưng khẳng định có. Verseca cầm trong tay vật liệu, quyển trục đưa cho hắn, dự định lại bắt chuyện vài câu lúc, liền phát hiện trước mắt khách nhân nói bỗng nhiên ít đi rất nhiều. Cuối cùng, chỉ là vội vàng bàn giao vài câu, rồi rời đi bí pháp cửa hàng. Đối cái này không có hứng thú sao? Cảm giác mình bỏ lỡ tăng lên khách hàng độ thiện cảm Verseca có chút u oán, tự hồ đang ảo não bản thân lời nói mới rồi nhiều. Sớm biết thay cái đề tài. Hắn nghĩ đến. Mà lúc này, Woody trở lại xe ngựa, liền lập tức phân phó Sa Phu. Đi tìm thợ rèn con đường kia, sau đó trực tiếp về rượu nho trang viên. Lúc đầu hắn còn muốn đi hỏi thăm một chút nhà nào chế tác mây vá kỹ nghệ khá tốt, hắn định dùng sa tích thú giáp da cho mình chế tác thân đồ phòng ngự, nhưng hiện tại xem ra, hắn trước tiên cần phải trở lại rượu nho trang viên rồi. Bản thân gì, tự hồ cũng không để hắn bớt lo. Bởi vì là quá độ, sở dĩ lại 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 viết rất gian nan, ban đêm còn có, ta đi trước ăn một bữa cơm, tiếp tục gõ chữ. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Chiến sĩ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 90 Chiến sĩ 2022-04-08 tác giả Thanh Tùng Thường Thanh chương 90 Chiến sĩ trên biển mê vụ càng phát ra nồng hậu, Palermo bến tàu khu ồn ào náo động liền cùng dạng nhiệt liệt tối nay chính là không ít thủy thủ tháng này trên đất bằng vượt qua cuối cùng một đêm. Ngày mai nếu như tiến về Bắc Địa lời nói, ít nhất phải chờ đến tháng sau sơ, tài năng tới dựa vào gần nhất bến cảng quán rượu thật tốt phóng túng một phen. Woody tại đem vật liệu giao cho Wagner về sau, lại dặn dò một lần vũ khí bản vẽ chi tiết về sau, liền cáo biệt hắn tiệm thợ rèn. Đơn hiên xe ngựa tại sắc chiên cùng nệnh gõ tiếng gầm vui vẻ đưa tiễn bên trong rời đi, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi khu thương mại. Đi trước một cầu khoảng cách quý tộc quảng trường. Hôm nay, thông hướng quý tộc khu lối đi duy nhất, cầu nối chỗ kiểm tra phá lệ nghiêm ngặt, bọn này bình quân đẳng cấp vượt qua năm nghề nghiệp binh sĩ chính cẩn thận tỉ mỉ lật sách lấy bất luận cái gì có khả năng ẩn núp người địa phương, đồng thời, còn đối mỗi tên tiến vào quý tộc quảng trường người đi đường hoặc quý tộc, đều tiến hành một lần chiếu sáng kiểm tra đo lường yêu cầu thụ tra người mở to mắt trực diện cường quan, không có xuất hiện quá ứng kích thích phản ứng liền coi như thông qua, đây là kiểm tra lòng đất sinh vật nhất nhanh gọn phương thức, đại đa số rau hoặc là gray gặp qua nhất quan vật thể chính là đủ loại toàn bộ động cuộc dạ quan bào tử, cơ hồ không có trải qua quá kịch liệt chói mắt hào quang coi như ngụy trang rau mí mắt thoa lên chuyên môn chống cự ánh mặt trời mù mắt dược cao, cũng vô pháp chống cự loại này kiểm tra. Rất nhanh, kiểm tra đến phiên u đi, tên này cổng ở sau lưng một thanh đại kiếm hai tay, mặt toàn thân ngân sắc khôi giáp thủ vệ đội trưởng khi nhìn đến xe ngựa thuộc về ít biết về sau, có chút cung kính mấy phần, các hạ, theo bá tước mệnh lệnh, đối sở hữu tiến vào quý tộc khuôn nhân viên tiến hành thông lệ kiểm tra. Kiểm tra đi. Woody không có quá nhiều để ý, chỉ là một lần thông lệ kiểm tra mà thôi, hắn đi ra xe ngựa, mở to cặp mắt kia rực rỡ màu vàng thú đồng, mặc cho cường quan bắn thẳng đến. Bất quá khi cường quan biến mất, kiểm tra hoàn tất, cảm giác không thấp u đi vẫn cảm giác được có một đạo ánh mắt như cũ nhìn chăm chú ở trên người hắn. Hắn hơi nghi hoặc một chút dùng khóe mắt liếc qua nhìn lại, phát hiện vị trí kia là chính nhất mặt đối với hắn bồi tiếu quý tộc thủ vệ, cùng với phía sau hắn đồng bạn. Theo hắn tiến vào xe ngựa. Ánh mắt khóa chặt cảm mới dần dần biến mất. Không có vấn đề, cho qua. Trấn giữ cầu nối thủ vệ đội trưởng dựa theo thường ngày, dự định tránh ra con đường để chiếc này ít điếc gia tộc xe ngựa rời đi bất quá để hắn không nghĩ tới chính là xe ngựa cũng không có đi ngược lại theo cửa xe lại lần nữa mở ra một đạo trẻ tuổi thanh âm từ bên trong truyền đến người tốt các hạ trên tay ngươi cái kia đồ vật có thể để cho ta xem một chút không đội trưởng vô ý thức muốn cự tuyệt nhưng phát hiện là vừa mới tên kia ít điếc gia tộc thành viên một cái phi thường lễ phép còn có lấy cổ quái đồng tử màu vàng tóc đen người trẻ tuổi hắn chỉ đúng là hắn trên tay dùng để phát ra cường quan ma pháp kỳ vật há tốt đội trưởng nhìn u đi sau lưng không có những con ngựa khác xe đang đợi đã trước mắt ít điếc gia tộc quý tộc muốn quan sát cũng không còn cái gì lý do cự tuyệt vừa vặn hắn còn nghĩ làm sao tìm được cơ hội tại ít điếc gia tộc trước mặt lộ hàng mặt đâu hiện tại gia tộc này huy hiệu trong thành thế nhưng là danh tiếng vô lượng hắn rất thông mau đem kiểm tra đo lường tảng đá giao đến tên này quý tộc Tây của thanh niên bên trên. Đây là trạng đông thần điện gơ tế tự giao cho chúng ta chấp lóe thạch, không phải là cái gì đáng tiền đồ chơi, chỉ cần nhẹ nhàng lay động, sau đó ngón tay cái. Nhìn xem đi xuống xe ngựa quý tộc trong tay thiếu niên vuốt vuốt viên kia hình bầu dục chấp lóe thạch, đội trưởng bắt đầu nói cho hắn biết như thế nào sử dụng. Ồ, như vậy sao? Tên này tướng mạo thanh tú quý tộc thanh niên, trừng mắt cặp kia rực rỡ con ngươi màu vàng ống, trong miệng phát ra giọng nghi ngờ, nhưng hắn động tác trên tay lại là không chậm, còn chưa chờ đội trưởng hoàn toàn nói xong, tên này quý tộc trong tay thiếu niên động tác liền đã sớm đem thủ vệ đội trưởng còn chưa nói ra khỏi miệng trình từ sớm diễn luyện ra tới, đến rồi cái xuất kỳ bất ý, tại chỗ tất cả mọi người bị hắn chiêu này cho kinh sợ rồi. Theo một trận mãnh liệt quan mang bộc phát, trực tiếp đem phiến khu vực này triệt để bao trùm, đồng thời còn có một trận kỳ dị kinh hô, giống người mà không phải người giọng điệu hào quang tán đi lúc đông đảo thủ vệ phát hiện nguyên bản cùng bọn hắn đứng chung một chỗ một vị đồng bào chiến sĩ lúc này đang điên cuồng xoa cặp mắt của mình nước mắt không thể ức chế chảy xuống trong miệng phát ra đau đớn âm thanh là không thuộc về palermo bất luận cái gì địa khuôn nữ điệu theo bộ mặt của hắn bị nước mắt thẩm thấu về sau vò sát da dẻ dần dần biến thành đen chân tướng hết thảy sáng tỏ rau tinh linh là rau tinh linh không biết là ai dẫn đầu phát ra đạo này thanh âm hoảng sợ dù sao tất cả mọi người vô ý thức đem bao bọc vây quanh mà tên kia bị đâm mù hai mắt ngụy trang thành vệ binh rao tinh linh chiến sĩ giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn qua một phương hướng nào đó lâu dài trong bóng đêm sinh tồn đại đa số rao chiến sĩ nắm giữ mù đấu trở nên phá lệ nhẹ nhõm nên bị vạn nhện phệ thể bề mặt trái đất ngươi ngươi không chạy thoát được đâu kẻ chắc chắn phải chết vĩ đại nhận chú ý chí đã biết được ngươi. Lấy ni mau pháp nhĩ đặt tư chi danh. Tại sau khi ta chết, đem ngươi cùng ta một đợt nghênh đón tử vong. Một đợt. Nhưng mà, vị này tên gọi ni mau đao chiến sĩ còn chưa hoàn toàn nói xong, lạnh lùng đao kiếm tiếng xé gió liền cùng thủ vệ đội trưởng tiếng hét phẫn nộ đồng thời truyền đến. Chịu chết đi. Da đen quái vật. Vậy mà ngụy trang thành ta yêu thích nhất mát thiêu ta đáng thương nhỏ mát thiêu. Thủ vệ đội trưởng cắn răng nghiến lợi thanh âm hận không thể đem trước mắt rau tinh linh cho nhai nát. Hắn ở tên này rau bộc lộ ra chân diện một ngay lập tức cũng đã cất bước bước qua u đi thân ảnh. Thế tất yếu đem chính tay đâm ở hắn lưỡi kiếm bên dưới, lấy công chuộc tội. Nhưng mà rau tinh linh coi như tầm mắt bị ảnh hưởng, cũng không có dễ dết như vậy. Chỉ ít đối mặt tiếng gió như này chi trọng kiếm chiêu, hắn coi như hai mắt mù, lâu dài trong bóng tối kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể phát giác được động tĩnh. Tùy ý rút ra bên hông thập tự trường kiếm, liền chặn lại rồi thủ vệ đội trưởng một kích trót vào hắn chi lực lượng thuận thế chém. Ken ken ken. Hai người lần nữa lẫn nhau liều mấy chiêu, phía trước thủ vệ đội trưởng có lẽ triển lộ thường phong, mỗi lần công kích cũng có thể làm cho tên này rao tinh linh áp chế thở không nổi, phản phất đang chiêu kiếm của hắn bên dưới kéo dài hơi tàn chung quanh vây xem thủ vệ lập tức phát ra tiếng hoang hô. Nhưng mà, theo một lúc sau, chỉ có thủ vệ đội trưởng bản thân tin tường, bất kể là trên người khô giáp tay vẫn bên trên hai tay cự kiếm, đối với thể lực chi tiêu phương diện, đều là to lớn tiêu hao. Không thể còn tiếp tục như vậy, gọn gàng mà linh hoạt kết thúc. Nặng múa tứ liên chém. Đại kiếm hai tay mang theo tấm lụa kình phong hướng phía trước mắt cái này mặc dù hai mắt mù nhưng thân thủ tự như quỷ mị rao chiến sĩ chém tới, Phạm vi ngoài ý liệu lớn Mà lại lực phá hoại mười phần Liền xem như đứng trước mặt một đầu nhất Là cương mảnh bubera Hắn đều có lòng tin đem phân thay Ở nơi này đạo kiếm kỹ trước mặt Hoặc là sớm chạy ra công kích khoảng cách Hoặc là chỉ có thể chính diện đối mặt Hắn thể được rồi thời cơ Liền đợi đến trước mắt tên này Đáng chết mắt mù da đen Tự chui đầu vào lưới Chết đi Tại ta dưới trường kiếm Nhưng mà sự tình ngoài ý liệu của hắn trước mắt rao coi như hai mắt mù, phản phất vậy sớm phán đoán hắn công kích điểm rơi, đối mặt chạy nhanh đến đại kiếm hai tay, hắn cũng không có lựa chọn lui lại, mà là giáng thân kiếm cấp tốc hướng kiếm chủ người tới gần. Nguy rồi. Thủ vệ đội trưởng trường kiếm lại lần nữa hụt hẫn tâm lập tức liền siết chặt, lập tức cưỡng ép bỏ giờ kiếm chiêu, chuẩn bị nghiêng người đối cứng, phần eo phát lực, ép khô thể năng thực hành một lần cự liên ngắn công kích. Bất quá không đợi đến hắn tới kịp quay người, rau quỷ quyệt thân hình lại lần nữa tăng tốc, hắn bị mất tầm mắt mục tiêu. Nên. Không được. Thủ vệ đội trưởng nghĩ tại trong lòng giận mắng, nhưng theo sau lưng kia đạo thanh âm sâu kín truyền đến, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lưng lập tức phát lạnh, hắn muốn quay đầu dĩ nhiên đã phát hiện thân thể căn bản chuyển không quay về. Dết. Máu. Tế điện. Dết. Né tránh đến tên thủ vệ này đội trưởng sau lưng ni mao trạng thái giống như điên cuồng trong miệng lẩm bẩm khó có thể lý giải được lòng đất ngữ trường kiếm trong tay càng là đã xẹt qua sĩ quan quỷ tích hung hăng đâm về phía khôi giáp của hắn khe hở chỗ cổ ôi tại hối hận bên trong hắn đã không nhịn được muốn phát ra vui sướng tiếng cười muốn nương tựa theo cảm giác nghĩ đối tên kia vạch trần hắn đáng ghét nhân loại lộ ra ác ý mỉm cười nhưng mà còn chưa nói ra lập tức kẹt tại trong cổ họng phần cổ phía bên phải truyền tới kịch liệt đau nhức để hắn thanh âm im bặt mà dừng một thanh chậm ung dung không có bất kỳ cái gì phong thanh cùng quỷ tích làm bằng thép trường kiếm giống chặt đứt khối gỗ một dạng cắm ở phần cổ của hắn máu tươi từ thiết diện trong vết thương bão tố ra tên này rau chiến sĩ trong mắt tràn đầy chấn kinh bởi vì mù chiến mang tới cảm giác phản hồi để hắn căn bản không có cảm giác được phụ cận có người thanh trường kiếm này tự như trống rỗng biến ra thẳng đến tiếp xúc đến cổ của hắn lúc mới triển lộ ra sắc bén nhất trăng nanh ngươi là làm sao trong giọng nói của hắn tràn đầy không thể tin nhưng theo lưỡi kiếm lại lần nữa run run cái cổ đau đớn tăng lên sau đó hắn cảm giác mình đột nhiên trọng tâm mất cân bằng dần dần khôi phục hơi yếu tầm mắt nói cho hắn biết hắn bây giờ tại trên trời đồng thời còn chưa hoàn toàn bỏ dở đại não ý thức phản hồi cái cuối cùng hình tượng chính là tên kia đã từng ban đêm đào thoát elite đại nhân thần thuật nhân loại thu hồi trường kiếm tràn cảnh. Còn có bầu trời âm trầm kia bên dưới, cực độ lạnh lùng kim sắc thú đồng. Giang Nan hừ hừ, ngủ ngon. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.